Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 1199. Minh Hy đế tử cười nói, Man Huynh, người đây cũng là tội gì? Chờ ta đánh bại hứa ứng, tự nhiên sẽ chứng đạo. Ta không chờ được nữa, Man không minh quát lên một tiếng lớn, trong khoảnh khắc táng hóa, ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay chính là thái thượng đạo tuyệt học. Minh Hy đế tử không dám thất lễ, cũng từ táng hóa, hai cái tuổi trẻ long tộc cường giả tại trên cổng thành giao phong, riêng phần mình động nguyên xoay tròn nở rộ, thình lình đều là trí tôn cấp động nguyên. Lần này động thủ, hai người đều là trong lòng nghiêm nghị, âm thầm chấn kinh tại đối phương cường đại. Minh Hy tự nhận là đi bỉ ngạn cầu học, đạt được thái nhất đại đạo quân chỉ điểm, tất nhiên vượt qua Man Không Minh rất nhiều, Man Không Minh cũng tự nhận là chính mình mặc dù chém tới đạo cảnh đệ bát trọng, nhưng nhục thân thành tựu vẫn còn, nhất định có thể vượt trên Minh Hy một bậc. Không ngờ lần này giao phong, hai người hay là kỳ phùng địch thủ. Hai người bọn họ đang muốn sử xuất toàn lực, điều vận đạo pháp khác cùng động nguyên trợ trận, đột nhiên chỉ nghe Thiên thừa tướng Nguyên Hành thanh âm truyền đến, cười nói, "Điện hạ Man không minh, hai vị đều là long tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất tồn tại, làm gì ở đây tranh cái thắng bại. Hai người các ngươi, ai nếu là đánh bại hứa ứng, ai chính là thứ nhất. Man không minh cười ha ha, đột nhiên bỏ qua minh hy đế tử, hướng tử thanh long thành phương hướng chạy như điên, xa xa kêu lên, điện hạ, tha thứ ta vô lễ, đi đầu một bước. Minh hy đế tử lơ đánh, vỗ nhẹ nhẹ tay, liền gặp có bốn đầu kim long lôi kéo bảo liễn mà đến, trên bảo liễn có long nữ nhẹ nhàng bay xuống, tay cầm lãng hoa, hạ xuống hoa tươi, lát thành con đường. Có khác mấy vị long nữ trên xe hầu hạ, một cái áo trắng long nữ gảy dây đàn, ấn xuống huyền âm, cười nói, điện hạ xuất hành, há có thể không có phô trương, giống mọi dợ kia một dạng phi nước đại. Minh Hy đế tử cười ha ha một tiếng, dẫm lên hoa đạo đi đến Bảo Liễn, ngồi xuống xuống tới. Bảo Liễn khởi hành, rượu ngon giai nhân, không thắng say lòng người. Long đình đế đô bắc trăm vạn dặm, vùng đất nghèo nàn, có vạn long xào, Vạn Long Sào chi chủ lấy thương làm họ, tên là Thương Trúc, luyện thành chín cái đầu, tự phong chân vương, là thiên tiên giới một vị khác chứng đạo bất hủ tồn tại. Ngày đó lòng đất công kích Minh Tuân cùng hứa ứng, chính là hắn. Vạn Long Sào bên trong, Thương Trúc gọi đệ tử, phân phó nói, đệ tử của ta, không thể so sánh Minh Đạo Đế đệ tử kém. Thu Hải Đường, người đi đem cái kia man di hứa ứng đánh bại, dẫn theo đầu của hắn tới gặp ta. Thu Hải Đường xưng phải, nói, nếu như bị minh hy điện hạ hoặc là man không minh nhanh chân đến trước đây. Thương Trúc Trân Vương ha ha cười nói, vậy liền đánh bại minh hy, man không minh, dẫn theo ba người bọn hắn đầu tới gặp ta. Hắn mắt lộ ra hung quang, minh đạo đế không quả quyết, năm đó liền đối với phổ biến toàn diện táng hóa do do dự dự, tam giới triều tịch để tam giới tiếp cận, hắn phát hiện biệt tiên giới sau cũng có chút trần chờ một lần do dự muốn hay không cầm xuống địa tiên giới. Hắn không phải minh quân, họ minh, đã sớm nên đem long đế vị trí nhường lại. Thu hải đường nghe vậy không dám nói lời nào. Thương trúc chân vương phất phất tay, thu hải đường như chút được gánh nặng, rời đi vạn long xào. phía sau truyền đến thương trúc chân vương thanh âm muốn trừ hết minh đạo trước diệt trừ hắn quỷ chết lão tử. bất quá minh tuân tên này thực lực quả thực không hỏng, cái kia một tay ngưng kết thời không, ngay cả ta đều rất khó làm sao hắn. thu hải đường không còn dám nghe, vội vàng rời đi. tử thanh long thành. Lòng đế minh đạo mệnh lệnh chưa truyền đến nơi này đến, chấn thủ Long thành trưởng lão bên trong, thực lực mạnh nhất chính là phù thiên thu trưởng lão. Long tộc dòng họ tuy có không ít, nhưng đều là lấy chủng loại làm họ, tỷ như bích, thanh hai họ, thường thường đến từ thanh long, họ triều, đến từ hắc long, họ ngọc đến từ chư bà long, lại gọi ngọc chư long, trừ cái đó ra còn có ứng, cừu, giao, thương, nguyên, minh các loại dòng họ. Họ phù một chi này tổ thượng chính là một gốc nam hải cầu mộc, hấp thu long đình thời đại thiên địa linh khí, dần già hóa rồng, là mộc long, bởi vậy họ phù. Họ phù bởi vì là có cây hóa rồng, không nhận chào đón, nhưng phù thiên thu lại cực kỳ cường hoành, chính là đạo cảnh bát trọng đại viên mãn hoàn cảnh, thực lực tu vi cùng chiều nguyên đạo loại tồn tại kia tương xứng, là họ phù đánh xuống một mảnh giang sơn. Một đám long tộc trưởng lão tụ tại phù thiên thu trong tiên điện, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn, lộ ra vẻ chờ mong. Sau một lúc lâu, phù thiên thu cố mà làm, nói ta nếu là xuất thủ chính là khi dễ tiểu bối bất quá nếu các vị đạo hữu tương thình như vậy ta không thể không xuất thủ hắn đi ra ngoài chuẩn bị đi đánh giết hứa ứng mới vừa tới đến thanh bình quan bên ngoài bỗng nhiên chỉ thấy trên bầu trời đã nổi lên tuyết xám từng mảnh từng mảnh lẻ tẻ phiêu tán phù thiên thu nao nao đạo tuyết lúc này còn có thời đại thái cổ thiên địa đại đạo chưa từng hóa đi đạo tuyết là thiên địa đại đạo thành cho ngừng kết hình thành bông tuyết thiên tiên giới lòng đất trôn giấu ngàn dặm chi sâu đạo hôi. Tại Thúy Nham phá hủy thiên tiên giới thiên địa đại đạo lúc, loại đạo này tuyết che khuất bầu trời, quy mô kinh người. Chỉ là hiện tại có đạo tuyết bay dưới, để phù thiên thu rất là không hiểu. Hơn phân nửa là cái kia gọi hứa ứng man di, không cách nào đối kháng thiên tiên giới thiên địa đại đạo, bị đại đạo đem hắn đạo hành hóa thành đạo tuyết. Hắn tiếp tục hướng thanh bình quan đi đến, chỉ gặp cái này màu xám đen đạo tuyết dần dần tung bay, càng lúc càng lớn, mà tại thanh bình quan trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cao lớn lão giả đầu rồng, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Phù thiên thu nghi hoặc không biết là vị nào trưởng lão. Hắn đi thẳng về phía trước, đã thấy cái kia đạo tuyết lớn hơn, liên miên liên miên đạo hôi bay xuống, rất nhanh chất đầy mặt đất, dần dần làm sâu sắc. Phù thiên thu giấm tại đạo tuyết bên trên, kéo kẹt rung động, lưu lại dấu chân thật sâu. Hắn đột nhiên cảm giác có chút suy yếu, đầu cũng có chút hôn mê, lung lay đầu, tiếp tục hướng phía trước, đã thấy đạo tuyết trở nên lớn hơn. Phù Thiên Thu, còn muốn đi về phía trước sao? Đưa lưng về phía hắn lão giả kia thanh âm trầm thấp, dùng long ngữ nói, lại hướng đi về trước, ngươi liền sẽ đại đạo hóa thành cho bụi, tính cả nhục thể của ngươi, đều đem hôi phi yên diệt. Những này đạo hôi, là ta tự thân đại đạo. Phù Thiên Thu nghe vậy, không khỏi hãi nhiên, lúc này mới chú ý tới mình đệ bát trọng đạo cảnh đại đạo ngay tại tan giá, không ngừng cho tàn hóa. Hắn lòng sinh lớn lao sợ hãi, đây là táng hóa đại đạo, bị ngạn đạo Pháp, làm sao có thể hóa thành cho tàn. Hắn phi tốc lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn lão giả kia bóng lưng, có thể tại trong lúc vô thanh vô tức, liền phế bỏ ta một nửa tu vi, kém chút hủy đi ta bỉ ngạn đạo Pháp. Lão giả này, đến cùng là ai? Phù thiên thu rời xa thanh bình quan, tự thân đại đạo hóa thành đạo hôi xu thế lập tức ngừng, nhưng là một cỗ cảm giác suy yếu lập tức vào tới. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, không nói một lời, quay người liền đi, cũng như chạy trốn rời đi từ Thanh Long Thành. Lão giả đầu rồng kia chính là Minh Tuân, đứng tại bên ngoài đạo quán, hừ một tiếng, thấp giọng nói, cháu rể của ta, người cũng dám động. Đột nhiên, cửa quan kéo kẹt mở ra, thân hình hắn lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Minh Mạn hướng ra phía ngoài ngó giáo giác nhìn quanh một chút, không có phát hiện vấn đề gì, lại rụt trở về, liền muốn cải đóng cửa quan. Minh Mạn, không cần, chúng ta nên xuất phát, hứa ứng từ sau lưng nàng đi tới, cười nói, dọc theo con đường này, nhất định cực kỳ náo nhiệt. chương 1200, nghịch phản tiên thiên, minh mạn vội vàng đuổi theo hứa ứng, đi ra ngoài thành, có chút bất mãn nói, tiểu sư phụ, tử thanh thành long tộc quá rộng rãi, chúng ta đến sau này, đều không có gặp được khiêu chiến. Hứa ứng lường cựu đế minh tuân rời đi phương hướng một chút, cười nói, người muốn tăng lên, trước tiên đem ta truyền thụ cho người thiên võ chứng đạo lục luyện tốt. Đây chính là long tộc võ đạo đại đế khai sáng công pháp. Lại tu trì các loại động nguyên, tu vi thực lực của ngươi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Minh mạn con mắt lóe sáng tinh tinh, tại thanh bình quan tu chỉnh mấy ngày, hứa ứng lại truyền thụ cho nàng thiên võ chứng đạo môn này võ đạo tuyệt học. Thiên võ chứng đạo đối với hứa ứng võ cực chứng đạo có mở mang rất nhiều, minh mạn tu luyện đằng sau, võ đạo tiến bộ cũng là cực kỳ mau lẹ, hận không thể lập tức tìm người đến đánh một trận. Bọn hắn sau khi đi, cựu đế Minh Tuân lúc này mới hiện thân, kinh ngạc nói, nhà đầu này, tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy hắn lần trước gặp được minh mạn lúc minh mạn tu vi cảnh giới còn rất yếu ớt nhưng bây giờ minh mạn đã có thể cùng đạo cảnh tứ trọng ngũ trọng long tiên so sánh mà lại nhà đầu này còn tu chỉ sáu loại động nguyên trong động nguyên ẩn chứa khác biệt đại đạo cựu đế minh tuân còn phát giác được trong cơ thể của nàng còn có động nguyên mới ngay tại hình thành loại tốc độ tu hành này cùng pháp môn tu luyện vượt ra khỏi hắn nhận biết man di cháu rể hoàn toàn chính xác có chút bản sự ánh mắt của hắn rơi trên người hứa ứng lập tức cảm thấy hứa ứng thuận mắt rất nhiều. Bất quá man di cháu dệt tu vi tăng lên cũng không thể coi thường, cứ việc không có minh mạn công chúa tu vi tăng lên biên độ lớn như vậy. Minh mạn tu vi thấp, cơ hồ là gấp bội tăng lên, hứa ứng tại mấy ngày nay chỉ là tăng lên một thành tả hữu. Nhưng một thành này, là tại hắn lúc đầu trên cơ sở tăng lên một thành. Tu luyện tới hứa ứng một bước này, đã có thể chiến thắng đại đa số long tộc trưởng lão, chỉ có số ít như phù thiên thu loại tồn tại này, mới có thể chiến thắng hứa ứng như vậy hùng hồn căn cơ, còn không phải đạo cảnh bát trọng, tại ngắn ngủi mấy ngày còn có thể có như thế kinh người tăng lên, để cựu đế minh tuân cũng không nhịn được tán thưởng. Man di cháu rể chỉ điểm ta đi tìm kiếm trong cỏ cây thiên đạo, một câu đánh thức người trong mộng. Cựu đế minh tuân thấp giọng nói, hắn xuất sắc đến để cho ta có thể từ bỏ chủng tộc ý kiến, cho dù là nhân tộc Man di cũng có thể trở thành cháu rể của ta. Minh đạo cấp độ kia ngu xuẩn, có thể sinh như thế cái nữ nhi, tính toán hắn gặp may mắn. Thân hình hắn biến mất, phảng phất dung nhập giữa thiên địa không có dấu vết mà tìm kiếm ngày đó hắn cùng thương trúc chân vương một trận chiến bị thương trúc chân vương gây thương tích không thể không bỏ chạy may mắn chạy thoát nhưng thương thế cực nặng chính là vào lúc này hắn nhớ tới hứa ứng mà nói tại trọng thương thời điểm đi tìm kiếm lòng đất tiên chu bao hàm thiên đạo rốt cục có chỗ lĩnh ngộ hắn nguyên bản liền tại thiên tiên giới thiên đạo bên trên có hơn người tạo nghệ có thể bằng tự thân pháp lực hình thành một mảnh lòng đất thiên đạo không gian cùng thúy nham đối kháng đến nay lĩnh mộ tiên chu bên trong tích chứa thiên đạo, tự nhiên không nói chơi. Hắn chẳng những chữa khỏi thương trúc chân vương để lại cho hắn đạo thương, thực lực tu vi ngược lại tiến thêm một bước, bởi vậy mới có thể tại không có động thủ tình huống dưới, liền để phù thiên thu bực này có thể đánh bại thánh tôn đại cao thủ tự thân đại đạo hóa thành cho bụi. Cựu đế minh tuân đạo hạnh, trong bất chi bất giác tiến thêm một bước. Mà cái này, toàn do hứa ứng một câu kia chỉ điểm, bởi vậy để cựu đế minh tuân trong bất chi bất giác đối với hứa ứng đổi cái nhìn không ít, cho là hắn đáng giá làm cháu rể của mình đột phá chủng tộc đối với kiêu ngạo long tộc lão ngoan cố tới nói đã là cực kỳ khó được tòa tiếp theo thành chính là kim khuyết đoạn đường này đi tới hứa ứng cùng minh mạn lạ thường không có gặp phải bất luận người nào truy sát đợi mau tới đến kim khuyết thành lúc chỉ gặp ngoài thành khắp nơi đều là thần thông đánh xuyên dãy núi nện nước đại địa có địa phương đã hóa thành đất khô cằn còn có chút như ngọn núi nhỏ bị ngạn pháp bảo cắm trên mặt đất hoặc là trên đỉnh núi hứa ứng cùng minh mạn đi qua chỉ gặp một cái long tiên treo ở trên chuôi thương, trường thương xuyên qua xương bả vai của hắn, đem hắn đính tại một gốc cổ lão thần thụ bên trên. Cái kia long tiên cúi thấp đầu, lạch cạch lạch cạch chảy xuống máu tươi, hắn vẫn tại thở, cũng chưa chết. Cách đó không xa trên vách núi, có sáu bảy long tiên hoặc đầu dưới chân trên, hoặc đầu trên chân dưới, khi đứng khi nằm, bị khảm vào trong vách đá. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, nhìn thấy một tòa bị đánh xuyên động nguyên, phá non nửa, còn tại hô hô luân chuyển. Tản ra kinh người đạo lực. Động Nguyên chủ nhân liền nằm tại động nguyên phía trước, hai mắt mờ mịt, trừng mắt Hà Châu vô thần nhìn lên bầu trời. Nơi xa một chiếc thuyền cắm trên mặt đất, đuôi thuyền có đại thủ bóp qua vết tích, phảng phất bị cự nhân bắt lấy chiếc thuyền này, hung hăng cắm xuống. Về phần người trên thuyền thì không cánh mà bay, minh mạn hết nhìn đông tới nhìn tây, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là có người xâm lấn Long Bình rồi. Lúc này, phía trước truyền đến thần thông bộc phát đạo âm, hai người vội vàng tăng thêm tốc độ xông về phía trước chỉ gặp dọc theo con đường này nhiều đến trăm ngàn vị tuổi trẻ long tiên không biết bị người nào công kích, có ngã trổng vó, có treo ở đầu cành, từng cái thê thảm không gì sánh được. Đãi bọn hắn đi vào cái kia đạo âm bộc phát chi địa, chỉ gặp một vị long tộc trưởng lão bị một vị hùng tráng long tộc tráng hán một quyền đánh bay, một tiếng ẩm vang đụng vào kim khuyết thành trên cửa thành. Cửa thành thành lâu, ẩm vang nổ tung, cái kia long tộc trưởng lão khóe miệng chảy máu, từ trong phía thích phóng lên tận trời, gắt gao nhìn chằm chằm đại hán dâu quai nón kia, cũng không dám công tới, khí kêu lên, man không minh, người phạm phải lỗi nặng. Đả thương như thế long tộc cao thủ, lại dám đánh thương trưởng lão, long đình nhất định sẽ phán người tội chết. Đại hán cười ha ha nói, ta đánh bại hứa ứng, long đế liền muốn cho ta tứ đại động uyên, còn muốn phong ta làm man hầu, ai dám định ta tội chết. Hứa ứng hiếu kỳ dò xét đại hán kia, không khỏi kinh ngạc đạo cảnh thất trọng. Thiên tiên giới lại có có thể cùng ta đánh đồng đối thủ. Hắn kinh ngạc vạn phần, vốn cho rằng chuyến này sẽ không gặp phải cùng cảnh giới đối thủ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp một vị không sai biệt lắm nhân vật. Hắn tu luyện là Thái Thượng Đạo, hứa ứng càng thêm kinh ngạc, ngộ không đạo nhân lĩnh hội không chọn vẹn Thái Thượng Đạo, lĩnh ngộ ra vô lậu kim thân, hoành hành tam giới. Không nghĩ tới thiên tiên giới vậy mà cũng có người tu luyện Thái Thượng Đạo. Long tộc hay là có thiên tài, hứa ứng hướng minh mạn cười nói, chỉ so với chúng ta sư đổ kém một chút mà. Minh mạn trong lòng khen lớn, Man di sư phụ nói chuyện đều như thế cần ăn đòn, vô lậu kim thân tạo nghệ ta kém xa tiết tắp. Man không minh ánh mắt quét tới, tiếng như lôi minh, hứa ứng. Người chính là Man di hứa ứng, người tu luyện là thái thượng đạo, hứa ứng mỉm cười, nói ta tu hành không chỉ thái thượng đạo, còn có võ đạo, thái cực, vô cực. Hắn còn chưa nói xong, Man không minh cất bước hướng hắn đi tới, nhếch miệng cười nói, không cần nhiều lời. Những ngày mưu toàn khiêu chiến ngươi long tộc xuẩn tài, ta đã giúp ngươi hết thảy đánh ngã, tên xuẩn tài này trưởng lão muốn ngăn chờ ta, cũng bị ta đánh một trận. Hứa ứng nói, đa tạ, man không minh trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, đột nhiên sông ngang tới, đấm ra một quyền, quát, không cần cảm ơn. Bọn hắn chỉ là một đám lâu la, ta mới là người đối thủ chân chính. Oanh, một quyền này của hắn đánh ra, giữa thiên địa không khí phảng phất bị lập tức sắp xếp làm, không gian bị nghiền ép đến biến hình, biệt ra cùng một chỗ, lập tức phá toái. Nương theo lấy nặng nề đạo âm vang lên, Man không minh sau lưng hiện ra táng hóa cổ thần dị tượng, đó là bỉ ngạn bất hủ tồn tại, thái thượng động nguyên chi chủ hư ảnh. Hứa ứng đứng tại chỗ không nhúc nhích, trước người không gian đột nhiên kéo dài vô hạn, đem hắn cùng man không minh khoảng cách kéo xa. Minh mạn công chúa đứng ở bên cạnh hắn, nhưng gặp man không minh quyền phong đập vụn vô số không gian, thế như trẻ tre, một tiếng ẩm vang tiếng vang, như ngọn núi nhỏ nắm đấm đánh vào hứa ứng trên thân thể. chương 1201, một quyền này đánh chúng hứa ứng đồng thời, Man không minh đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tòa thái thượng động uyên, cổ lão to lớn động uyên xoay tròn, đồng thời bốn phía nổi trôi tam đại đồng dạng cổ lão động uyên, lấy thái thượng động uyên làm chủ cộng đồng gia trì man không minh. Một quyền này của hắn uy lực tăng gấp bội, nắm đấm nện trên người hứa ứng một khắc này, hứa ứng quanh thân kim quang đại phóng, vô lậu kim thân bị thôi phát đến cực hạn. Bên cạnh minh mạn công chúa lập tức nhìn thấy cái kia vô cùng kinh khủng thần thông dư ba từ quyền phong cùng hứa ứng vô lậu kim thân ở giữa bắn ra hướng mình bên này cắt tới. Cái kia thần thông dư ba tựa như sắc bén nhất lưỡi đao, thế tất yếu đem chính mình cắt thành vô số khối phiến mỏng. Nhưng mà, những cái kia sắc bén lưỡi đao hướng nàng cắt tới, đồng thời nàng cùng hứa ứng ở giữa không gian cũng đang không ngừng sinh sôi phát sinh, rõ ràng chỉ là gan tắc, nhưng lại phản phất có được vô tận khoảng cách. Cuối cùng man không minh uy lực của một quyền này đi vào nàng tóc ra một bên, liền tiêu hao hầu như không còn, không còn tồn tại. Minh mạn công chúa thanh âm có chút phát run, hưng phấn nói thiên vũ chứng đạo. Sư phụ, ta muốn học cái này. Man không minh thu hồi nắm đấm, sắc mặt ngưng trọng, hứa ứng lấy vô lậu kim thân ngạnh sinh sinh đón lấy hắn một kích này, nghiệm chứng hứa ứng thái thượng đạo uy lực, quả thật là không thể coi thường. Hứa ứng khóe miệng chảy ra một vệt máu, lơ đánh, cười nói, người gọi man không minh. Rất tốt, người là ta tiến vào thiên tiên giới đến nay, tao ngộ qua cái thứ nhất đáng nhắc tới đối thủ. Hiện tại, đến phiên ta, man không minh quát lên một tiếng lớn, thôi động huyền công điều vận hết thảy lực lượng thủ hộ tự thân quát ngươi cứng rắn thụ ta một quyền tốt ta trả lại ngươi một quyền hắn hai chân đứng chung bình tấn tới đi hứa ứng dưới chân không động trực tiếp một quyền oanh đến một quyền này oanh ra trời đất quay cuồng không gian bốn phía vặn vẹo thiên địa biến hình quyền phong đi thẳng tới man không minh trước người oanh hứa ứng sau lưng trong lúc bất chợt đồng thời có ba mươi sáu tòa to to nhỏ nhỏ động nguyên nhảy ra có bất quá là đạo cảnh tam trọng tứ trọng nhiều cũng bất quá lục trọng thất trọng, xa chưa đạt tới bát trọng động nguyên trình độ. Nhưng nương theo lấy những này động nguyên xoay tròn, hứa ứng lực lượng liên tục tăng lên, nắm đấm rơi trên người man không minh một sát na kia, lực lượng cũng tăng lên tới cực hạn. Man không minh cứ việc chấn kinh tại hứa ứng một quyền này cường hoành, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào, thầm nghĩ, hắn không biết ta sớm đã tiến vào đạo cảnh bát trọng, ta mặc dù tự chém cảnh giới, nhưng nhục thân tu vi vẫn còn ở đó. Hứa ứng một quyền này rơi vào trên người hắn sát na, ngang ngược đến cực điểm lực lượng đã xâm nhập trong thân thể hắn, đánh xuyên hắn thất trọng đạo cảnh, từ phía sau hắn phá thể mà ra. Một đạo giống như thái thượng động uyên vết rách lớn, xuất hiện tại trên hậu tâm của hắn, sâu đủ thấy xương. Man không minh thân thể lung lay, lộ ra vẻ không thể tin được. Thái thượng đạo có thiếu, điểm này ta sớm đã biết, đồng thời đem tìm ra. Hứa ứng đi đến bên cạnh hắn, ái náy nói, ta thắng ngươi, kỳ thật có chút không võ. Nếu là ngươi tu luyện là mặt khác động uyên, ta liền không có nhẹ nhàng như vậy liền đưa ngươi đánh bại man không minh quỳ trên mặt đất hai tay quỳ xuống đất phun máu phè phè cố gắng áp chế thương thế quay đầu nói ngươi vì sao không có sơ hở hứa ứng cười nói ta có cái bằng hữu gọi ngộ không đạo nhân hắn đã đem sơ hở này bù đắp man không minh kêu lên một tiếng đau đớn khi con màu vàng kia hắn lần trước đến thiên tiên giới bị đánh rất thảm hứa ứng nói chính là lần kia hắn đem vô thượng đạo bù đắp để vô lậu kim thân lại không lỗ thùng. Man không minh phun máu phè phè, cũng chính là tại ngộ không đạo nhân đại náo thiên tiên giới lần kia, hắn cùng ngộ không đạo nhân giao phong, đột phá đạo cảnh thất trọng gông cùng xiềng xích, tu thành đệ bát trọng đạo cảnh, trở thành trưởng lão cấp tồn tại. Không nghĩ tới, ngộ không đạo nhân bởi vì trận chiến kia mà ngộ ra thái thượng đạo sơ hở, đem bù đắp, chính mình mặc dù tăng lên cảnh giới, sơ hở lại lưu giữ lại, đến mức có bại một lần này. Hứa ứng gặp hắn chán nản, nói, người kỳ thật rất không yếu. Đổi lại ta vừa tới thiên tiên giới lúc, liền không có người thực lực thế này. Man không minh con mắt sáng lên, thật, minh mạn cười nói, lừa gạt ngươi, sư phụ ta không có táng hóa, nếu như táng hóa, vẫn có thể đánh chết ngươi. Hắn tại cho ngươi lối thoát, ngươi đừng coi là thật. Man không minh kêu lên một tiếng đau đớn, phun máu phè phè. Hứa ứng khen, uyển minh quả nhiên biết tâm ý ta. Thực không dám giấu giếm, vi sư đã từng có cái hảo hữu gọi là ngoan thất, Chi thư đạt lễ, liền thường xuyên dạy bảo ta đánh thắng không quan hệ, nhưng nhất định phải cho người ta một cái hạ bậc thang, tất cả mọi người có mặt mũi. Minh mạn liên tục gật đầu, rất tán thành. Lúc này, bốn đầu thần long lôi kéo bảo liễn không nhanh không chậm lái tới, bảo liễn dừng ở không chung, có mấy cái long nữ tay cầm lắng hoa, phiêu nhiên mà đi, một đường hạ xuống cánh hoa. Tiếng nhạc len ken, nương theo lấy âm luật, đế tử Minh Hy từ trong bảo liễn bay lên, chân đạp cánh hoa, nhẹ nhàng đi tới. Man không minh, Ngươi bây giờ biết ngươi và ta có bao nhiêu tranh lệch đi. Minh Hy đế tử một đường tiến lên, đi vào hứa ứng, man không minh phía trước, chân không rơi xuống đất, chỉ gặp cánh hoa kia xoay tròn lấy bay lên, như là một đoán nở rộ hoa lớn, đem hắn nâng ở không trung, cười nói, công pháp của ngươi, từ đầu đến cuối đều tồn tại dạng này một sơ hở. Ta sở dĩ cùng ngươi mấy lần giao phong, đều không có nhằm vào ngươi sơ hở này, chính là muốn tê liệt ngươi, để cho ngươi chính mình không cách nào ý thức được nhược điểm của mình chỗ, kể từ đó, sinh tử của ngươi liền tại ta khống chế. Ta không so đo cùng ngươi chi chiến thắng bại, lại nắm trong tay sinh tử của ngươi, ngươi nói, giữa ngươi và ta có bao nhiêu tranh lệch. Minh mạn công chúa nghe vậy, nói nhỏ, hắn chính là ta ca. Ta không nghĩ tới hắn hư hỏng như vậy, hứa ứng dò hỏi, ca của ngươi lợi hại sao? Minh mạn công chúa nói, từ nhỏ đã rất lợi hại. Ta trước kia học cái gì đều học không được, hắn học cái gì đều vừa học liền biết. Hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, Minh Hy đế tử chính là học xong các loại bất hủ công pháp minh mạn. Minh Hy đế tử hung hăng đả kích man không minh lòng tin, quay đầu hướng hứa ứng xem ra, ánh mắt chỉ ở minh mạn công chúa trên thân đảo quanh một tuần, liền từ chuyển đi. Hắn cũng không nhận ra minh mạn, lúc này minh mạn là nhân tộc thiếu nữ bộ dáng, tươi đẹp động lòng người, có thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên nhìn không ra đã từng long nữ hình thái. Minh Hy đế tử ánh mắt rơi vào hứa ứng một đám động nguyên bên trên, mỉm cười nói thái nhất đại đạo. Ngươi tu luyện cũng là Thái Nhất Đại Đạo. Nghĩ đến, ngươi là phát giác Thái Nhất Đại Đạo ảo diệu, dự định lấy Thái Nhất làm căn cơ, lấy hắn Đại Đạo làm phụ tá, mới tu chỉ nhiều như vậy Đại Đạo. Ngươi tuy là man di, đầu lại thông minh, đi lên một đầu con đường đúng đắn. Hứa ứng trên dưới dò xét hắn, nói, ngươi cũng tu hành Thái Nhất Đại Đạo. Bất quá ngươi có một chút đoán sai, Thái Nhất Đại Đạo cũng không phải là ta tu chỉ căn cơ, căn cơ của ta là võ đạo. Võ đạo, Minh nghi Đế tử nghe vậy nghẹn ngào cười nói, trên đời này căn bản không có võ đạo. Võ đạo, chỉ là hậu thiên đại đạo, không phải tiên thiên. Là nhân tộc yêu tộc sáng tạo ra đại đạo, một loại hậu thiên đại đạo, cùng thái nhất, tạo hóa, nhân quả, chủ quan các loại tiên thiên đại đạo so sánh, chỉ là đom đóm thôi. Hứa ứng mỉm cười nói, nhưng võ đạo, có thể nghịch phản tiên thiên, lấy ngày kia thống ngự tiên thiên. Nói bậy nói bạ, Minh Hy đế tử cười lạnh nói, hậu thiên đại đạo có thể nghịch phản tiên thiên. Nói như thế, man gì cũng có thể chiến thắng chủ tử rồi. Người sau đầu có phản cốt, hứa ứng thản nhiên nói, ta không phải sau đầu có phản cốt, con người của ta, liền không có một khối chính xương cốt. chương 1202, tạo phản, từ khi còn bé nắm lên. Hứa ứng từ nhỏ liền tạo phản, từ tưởng ra điền sát thần bắt đầu, liền đi lên một đầu tạo phản không đường về, xưng là toàn thân phản cốt, cũng không quá đáng. Ta nghe nói hứa đạo hữu tự xưng man di đến ta thiên tiên giới luận đạo. Hôm nay ta liền cùng các hạ luận một luật, minh Hy đế tử trong mắt có thần quang mở mịt, nói có đạo tiên thiên mà sinh, tự nhiên mà thành, là vì thái nhất. Có đạo tiên thiên mà sinh, diễn hóa vạn vật, là vì tạo hóa. Có đạo tiên thiên mà sinh, ôm âm mà phụ dương, là vì âm dương. Âm dương hỗn thành, là vì thái cực, phó đạo tính là gì? Nói hay lắm, một vị tộc lão tán thắn nói, còn có điều vì kiếm đạo, đao đạo, trận pháp, đều là nguyên bản không tồn tại đại đạo. Những này thô thiển đồ chơi thậm chí so ra kém địa thủy phong hỏa lôi điện những này tự nhiên đại đạo. Chớ nói chi là cùng thái nhất, âm dương đánh đồng. Bốn phía đông đảo Long Tiên liên tục gật đầu, kim khuyết thành đến Long Tiên càng ngày càng nhiều, lòng đế minh đạo ý chỉ, để Long Đình chấn động, đối với trận chiến này ôm lấy kỳ vọng người không phải số ít. Lần này lại là hứa ứng cái này địa tiên giới cường giả giết tới thiên tiên giới, lấy man di tự cho mình là khiêu chiến thiên tiên giới cường giả. Tư sự trọng đại nếu là thiên tiên giới không thể có người thắng chi, mất hết thể diện, không có khả năng ngẩng đầu lên làm rồng. Minh Hy đế tử tự mình ra mặt, nghênh chiến hứa ứng, chuyện này cực kỳ oanh động, làm cho người chú mục, không biết bao nhiêu long tộc cao thủ nhau nhau chạy về đằng này. Lúc này kim khuyết thành bên trong rồng đầy là mối họa, long tiên đứng trên không trung như là hàng rào, che khuất Minh Hy đế tử phía sau bầu trời. Hứa ứng mỉm cười, nói đây là ngu phu góc nhìn. Như lời ngươi nói thái nhất, Nói tới tạo hóa, âm dương, thái cực, không đi học, không đi ngộ, liền không người nắm giữ, không chỗ hữu dụng. Chỉ cần học được, chính là của cá nhân người cảm ngộ, liền không còn là tiên thiên, mà là hậu thiên. Những đại đạo này, cùng võ đạo một dạng cùng là hậu thiên, có tư cách gì tài trí hơn người. Người đánh giám, một tôn tóc trắng xóa lão long quát, nó long tộc tộc lão nhao nhao quát mắng, yêu ngôn hoặc chúng. Dị đoan tà thuyết, mê hoặc đạo tâm, tiên thiên chính là tiên thiên, há có học được liền biến thành hậu thiên đạo lý minh nghi đế tử như có điều suy nghĩ hắn ngược lại là cảm thấy hứa ứng lời nói có chút đạo lý chỉ là quá cấp tiến bất quá long tộc tộc lão đều tại quát mắng hứa ứng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì hứa ứng cất cao giọng nói võ đạo là mọi người dùng hậu thiên lực lượng đi nắm giữ tiên thiên quá trình cái gọi là võ chính là mọi người từ không tới có lợi dụng thiên địa đại đạo thanh âm của hắn nương theo lấy đạo âm đem mọi người quát mắng đẻ xuống lập tức bước chân hắn tách ra, diễn luyện cơ sở nhất võ đạo chiêu thức, quyền, chỉ, cổ tay, trường, chảo, nhếch, khuỷu tay, đầu gối, vai, hông, cóng, đầu, chân các loại, đều là vũ khí, bị hắn vận luyện. Nhất cử nhất động của hắn, tựa như trí tôn pháp bảo đánh nện xuống tới tình hình, không gian đều bị nện nát. Quyền của hắn như chuông, trường như đỉnh, chỉ như kiếm, lăng lệ vô địch, chiêu pháp lướt qua, đạo quang bốn phía, đại đạo oanh minh. Ta võ đạo, dung nhập thái nhất hứa ứng không hề cố kỵ trước mặt mọi người thi triển võ đạo của mình chiêu pháp điều vận thái nhất động nguyên cất bước tiến lên một trưởng gián minh hy đế tử thân thể đánh ra biểu hiện ra võ đạo thái nhất diệu dụng nói cũng tương tự có thể dung luyện thái cực hai cánh tay hắn vây quanh thái cực động nguyên bộc phát thái cực đạo lực từ ôm ấp mà sinh có thể hóa thành vô cực có thể khống chế thái anh mà nếu thái thương nhập thanh minh có thể như tạo hóa diễn vạn vật hứa ứng quay chung quanh minh hi đế tử du tẩu một chiêu một thức điều vận các loại động nguyên, lấy võ đạo ngự chi, chiêu pháp thi triển, thể hiện ra khác biệt đại đạo đặc chất cùng ảo diệu, cực điểm biến hóa chi năng. Hắn tăng thêm võ đạo, tổng cộng có 36 động nguyên, thi triển 35 chiêu, chiêu chiêu không rời minh hy đế tử trí mạng vị trí, nhưng hết lần này tới lần khác đều là cùng minh hy đế tử sượt qua người. Minh hy đế tử mặt không đổi sắc, mặc cho hắn thi triển các loại chiêu pháp, đợi cho hứa ứng 35 chiêu qua đi, sau lưng của hắn một đám long tiên, trưởng lão, nhao nhao lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Có bản lãnh hay không, động thủ liền biết, nhưng hứa ứng vừa rồi động thủ đánh bại man không minh, động thủ cũng không thể thể hiện ra hắn đạo pháp lý niệm tinh diệu. Mà lần này động thủ, hứa ứng lấy võ đạo đến giải thích diễn hóa các loại tiên thiên đại đạo, để bọn hắn thấy được hiếu niên nhân tộc này cường đại cùng bác học. Đổi lại bọn hắn bất kỳ một người nào, có lẽ có thể tại tu vi cảnh giới bên trên vượt trên hứa ứng rất nhiều, nhưng là tại đạo pháp cùng trên lý niệm, đều kém xa người này đánh không lại một vị long tộc trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn lưu lại lẩm bẩm nói giống nhau cảnh giới ta căn bản đánh không lại hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều đưa không đi ra thanh âm của hắn càng ngày càng thấp dần dần không thể nghe thấy cùng hắn ôm lấy đồng dạng suy nghĩ long tộc cường giả không phải số ít vừa mới hứa ứng thi triển chiêu pháp đều là nhất bình thường chiêu pháp rơi vào bọn hắn những tồn tại cổ lão này trong mắt lại không sơ hở có thể tìm ra đạo pháp uy lực thực sự vượt qua cùng cảnh giới chính mình rất nhiều. Minh nghi đế tử đánh vỡ đám người trầm mặc, thản nhiên nói, hứa ứng, tiên thiên đại đạo, vô luận người có học hay không, ngộ không ngộ, đều ở nơi đó. Tiên thiên chính là tiên thiên, hậu thiên chính là hậu thiên. Phó đạo chính là hậu thiên đại đạo, vô luận ngươi lấy cỡ nào phương thức diễn dịch, cũng không có khả năng nghịch phản tiên thiên. Ta đến nói cho ngươi, tranh lệch ở đâu, hắn điều vận thái nhất đại đạo, đỉnh đầu một tòa trí tôn cấp thái nhất động nguyên hiển hiện, hiện. Minh Hy đế tử tiến lên trước một bước, chiêu pháp vận chuyển, trầm giọng nói, thái nhất sinh vạn vật, có thể hóa huyền hoàng, có thể hóa âm dương, có thể quyết sinh tử, có thể phá hư không. Trái có thể thống ngự thái cực, vô cực, phải có thể nắm giữ tạo hóa lưỡng nghi. Hắn mỗi ra một chiêu, liền gặp lại có một tòa trí tôn cấp động nguyên hiển hiện, cùng thái nhất động nguyên quấn quyết nhau xoay tròn, hai loại đạo lực tương dung, hóa thành thần thông của hắn. Minh Hy đế tử đi lại ổn trọng, một chiêu một thức, đồng dạng rõ ràng minh xác, đem thái nhất đại đạo cùng những đại đạo khác khác biệt cùng dung hợp chỗ, thi triển đi ra. Những thần thông này cùng hứa ứng sượt qua người, nhưng không có thương hứa ứng mảy may, đồng dạng cũng là biểu thị đạo Pháp. Đỉnh đầu hắn các loại động nguyên biến hóa không chừng, duy chỉ có thái nhất động nguyên không thay đổi, ngắn ngủi một lát, hắn liền ngay cả đổi tám loại động nguyên, thi triển tám chiêu thần thông, lúc này mới dừng tay, lui lại một bước, vẫn như cũ đứng tại phồn hoa bên trong. Bốn phía trầm mặc một lát, đột nhiên truyền đến một mảnh âm thanh ủng hộ. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh chẳng biết lúc nào cũng tới đến Kim Khuyết Thành, nhìn thấy Minh Hy đế tử thi triển tám chiêu thần thông, không khỏi lộ ra nét mừng, cười nói, đế tử Minh Hy bản sự, rất có năm đó bệ hạ phong thái. Minh gia không hổ là viễn tổ huyết mạch, Minh Hy từ bị ngạn cầu học trở về, thân này đạo Pháp, đã tới hóa cảnh, biến hóa khó lường, tồn hổ nhất tâm. Theo hắn mà đến mấy vị long tộc trưởng lão Tu Vi cũng là cao thâm mặt chắc, nghe vậy không khỏi tán thán nói thiên thừa tướng nói cực phải. Đế tử rất có hy vọng đột phá đạo cảnh bát trọng, tiến quân bất hủ. Thiên thừa tướng Nguyên Hành ánh mắt rơi trên người hứa ứng, sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá hứa ứng này cũng là rất lợi hại. Minh Hy đế tử đánh với hắn một trận, phần thắng không phải rất lớn. Mấy vị kia long tộc trưởng lão yên lặng gật đầu, vừa mới hứa ứng lấy võ đạo ngự tiên thiên đại đạo, quả thực kinh diễm đám người, đó là một loại đến thực cảnh về sau, một đạo thông vạn đạo thông cấp độ. Trận chiến này thắng bại, rất khó đoán trước. Bọn hắn làm long tộc cường đại nhất trưởng lão, cũng không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật chính là như vậy. Hứa ứng lấy nhân tộc thân thể, tu luyện tới đế tử Minh Hy cũng rất khó chiến thắng tình trạng, cái này mặc dù không thể nói rằng địa tiên giới đạo Pháp thắng qua thiên tiên giới đạo Pháp, nhưng nếu là đế tử Minh Hy bị thua, thế tất sẽ đối với thiên tiên giới sĩ khi tạo thành lớn lao đả kích. Trận chiến này, vô luận như thế nào, đế tử cũng không thể bại. Nguyên Hành trong lòng yên lặng nói. Hứa ứng cũng ý thức được Minh Hy đế tử cường đại cùng bất phàm, không khỏi nóng lòng không đợi được, nói, nói miệng không bằng chứng, không bằng nhìn vào thực lực. Minh Hy đế tử nhãn tình sáng lên, cũng có tương đối trị ý, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thiên thừa tướng Nguyên Hanh cười nói, ở chỗ này một trận chiến, không khỏi qua loa. Hứa ứng, chúng ta long tộc không khi dễ ngươi là man di, muốn chiến, liền đi long đỉnh đế đô một trận chiến. Ở nơi đó quyết đấu, vô luận thắng bại, thiên hạ đều biết. Ý của ngươi như nào? chương 1203, Minh Hy đế tử ngạc nhiên, quay đầu hướng thiên thừa tướng Nguyên Hanh nhìn lại. Nguyên Hanh lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Minh Hy đế tử liền không nói thêm gì, hứa ứng cười nói, đã như vậy, như vậy liền đế đô một trận chiến. Minh Hy đế tử gặp hắn đáp ứng, nói, đã như vậy, đế đô gặp lại. Hắn quay người leo lên bảo liễn, dương cầm vang lên, tứ long lôi kéo bảo liễn rời đi. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nhìn chằm chằm hứa ứng một chút, lập tức quay người đuổi kịp Minh Hy đế tử bảo liễn, cười nói, điện hạ. Minh Hy đế tử đứng dậy chào, nói, thừa tướng vì sao không để cho ta cùng hứa ứng phân cao thấp. Nguyên Hành cười nói, điện hạ mặc dù có rất lớn phần thắng, nhưng là trận chiến này quan hệ đến một kiện phi thường trọng đại sự tình, không thể không thận trọng. Minh Hy đế tử nghi ngờ nói, chuyện gì thận trọng như thế. Bệ hạ quyết tâm, Nguyên Hành gặp hắn có chút không hiểu, nói, năm đó toàn bộ táng hóa, bệ hạ liền có điều trần chờ hắn chứng được bất hủ về sau, từng nói với ta, toàn diện táng hóa phải chăng có chút nóng vội. Lần này hắn xuất thủ bắt giữ viễn tổ, tổ thần cùng tiểu man di, nhưng không có giết bọn hắn, lão thần cảm thấy, bệ hạ quyết tâm có chỗ dao động. Nếu như điện hạ trong trận chiến này thất bại, chỉ sợ bệ hạ khả năng liền muốn đi trở về năm đó đường xưa bên trên. Minh Hy đế tử tâm thần hơi dung nói phụ hoàng không có khả năng như thế ngu ngốc. Hắn nếu là muốn đi trở về năm đó đường xưa, Chẳng phải là liền sẽ bị long tộc khác nắm lấy cơ hội, đem hắn đuổi xuống đài. Những long tộc kia phía sau, có bị ngạn bất hủ duy trì. Ta minh ra địa vị, bởi vậy khó giữ được. Nguyên Hanh cười nói, cho nên, trận chiến này Điện Hạ nhất định phải thắng. Điện Hạ đạo pháp mặc dù tinh xảo, nhưng chém giết kinh nghiệm thực sự không đủ. Tại cùng hứa ứng quyết đấu trước mấy ngày nay, Lão Thần sẽ để cho một chút Lão Gia Hỏa cùng Điện Hạ giao phong. Hắn nói tới Lão Gia Hỏa, chỉ là cái kia 27 vị đánh bại thánh tôn nguyên dục tồn tại. Những này long tiên, mỗi một vị đều là đạo cảnh bát trọng đại viên mãn tồn tại. Có bọn hắn tự mình xuất thủ ma luyện Minh Hy, coi như hắn là một khối ngoan thiết, cũng có thể bị đánh mài thành lợi kiếm. Minh Hy kho người bái tạ, nguyên hành nâng hắn, không dám để cho hắn cong xuống, nói chỉ cần ngươi đánh bại hứa ứng, bệ hạ liền sẽ không phạm sai. Điện hạ những ngày này muốn vất vả, Minh Hy đế tử nghiêm nghị nói ta định không phụ sứ mệnh. Nguyên Hành cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn Minh Hy đế tử xe kéo đi xa, trầm ngâm nói, hứa ứng kia, mặc dù điềm đạm nho nhã, nhưng có can đảm giết vào thiên tiên giới, tự xưng man di khiêu chiến toàn bộ thiên tiên giới, xem xét chính là cực kỳ hung hãn hung đồ. Đế tử cùng hắn liều mạng tranh đấu mà nói, chắc chắn sẽ bị thua. Hắn khẽ nhíu mày, vẻn vẹn để Minh Hy đế tử cùng đạo cảnh bát trọng đại viên mãn tồn tại giao phong còn không được, còn cần có lấy mệnh tương bát sát phạt kinh nghiệm. Mà điểm này, rất khó trừ phi hứa ứng này, có thể trước khi quyết chiến thụ thương. Nguyên hành ánh mắt chấp động, lần này đi Long Bình Đế Đô còn có mấy ngày lộ trình, hứa ứng trên con đường này bị thương, quyết chiến thời điểm liền không phải là Minh Hy đối thủ. Hứa ứng mang theo Minh Mạn Công Chúa đi hướng Kim Khuyết Thành, man không minh giấy ruộng đứng dậy, cười nói, hứa đạo hữu nếu là không chê, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Ta có nhiều thứ, muốn tại trên đường hướng đạo hữu thỉnh giáo. Hứa ứng dừng bước lại, vui vẻ đáp ứng cười nói đạo huynh nếu là có không hiểu địa phương cứ hỏi ta man không minh chấn áp lại thương thế lúng ta lúng túng nói cũng không phải có cái gì không hiểu địa phương hứa ứng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái man không minh sắc mặt đỏ lên vội vàng nói liên quan tới thái thượng đạo ta là có như vậy điểm không hiểu địa phương minh mạn công chúa cười nói người rồng này nhìn hào sảng nhưng tuyệt không thành thật man không minh xấu hổ vô cùng hứa ứng lơ đến nói thái thượng đạo không trọn vẹn muốn bù đắp môn đại đạo này ta không cách nào làm được ta cũng là đến ngộ không đạo nhân truyền thụ mới có thành tựu người ta trao đổi một chút là được minh mạn công chúa duỗi ra hai cây đầu ngón tay làm đi đường hình hướng man không minh ra hiệu hứa ứng trong lời này có bậc thang có thể xuống man không minh bừng tỉnh đại ngộ hứa đạo hữu đây là cho ta lối thoát cũng không phải là muốn cùng ta giao lưu mà là chỉ điểm ta nhà đầu nhân tộc này thật sự là quan tâm e sợ cho ta không hiểu ba người kết bạn mà đi hứa ứng ở trên đường truyền thụ man không minh thái thượng đạo bổ cứu pháp môn man không minh cảm kích không hiểu nói ta cùng minh hy tiểu tử kia giao thủ số lần nhiều nhất tiểu tử này có thủ đoạn gì đều không thể gạt được ta quen thuộc đạo pháp của hắn nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu hắn nhảy dựng lên thì triển minh hy đế tử thần thông chiêu pháp lại truyền thụ hứa ứng như thế nào phá giải thần thông của đối phương thiên thừa tướng nguyên hanh xa xa thấy cảnh này không khỏi nhíu chặt lông mày Man không minh con man long này, làm chuyện tốt, cho hắn một chút chỗ tốt liền ăn cây táo rào cây sung. Trong lòng của hắn tức giận, mang tới một thanh dù che mưa trống lên, thanh dù này mở ra một khắc này, lập tức nước mưa tí tách tí tách từ trên trời giáng xuống. Nguyên hành giờ cao dù mà đi, che khuất bộ mặt của chính mình, hướng hứa ứng đi đến. Hứa ứng quá nguy hiểm, không thể không sớm động thủ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bay xuống trong nước mưa đột nhiên thêm ra một mảnh đạo tuyết, đó là đạo hôi hình thành tuyết thời đại thái cổ thiên địa đại đạo khôi phục, không đúng, không phải khôi phục, mà là có người nắm giữ khi đó thiên đạo, ta đi vào hắn đạo cảnh bên trong. Nguyên hành giật mình trong lòng, che dù, trong dù tự thành thiên địa, gắn bó đương thời thiên đạo, cùng cái kia đạo cảnh chống lại. Hắn đi thẳng về phía trước, rất mau nhìn đến một cái vóc người khôi ngô cao lớn lão giả đầu rồng sừng sướng ở phía trước, đưa lưng về phía hắn. Hậu bối Nguyên Hanh, bái kiến thái thượng hoàng, Nguyên Hanh cầm dù chào. Cựu đế Minh Tuân đưa lưng về phía hắn, nói, nhân tộc hứa ứng, chẫm muốn bảo đảm hắn. Nguyên hành nhướng nhướng mày, cười nói, Thái Thượng Hoàng, thời đại của ngươi đã qua. Vãn bối sợ ngươi không gánh nổi hắn. Cựu đế Minh Tuân thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút. Nguyên hành một bên đi về phía trước, một bên táng hóa, bỗng nhiên cầm trong tay dù che mưa tế lên, dù che mưa hóa thành một vùng trời, đem bốn phía phương viên mấy vạn dặm bao lại. Nguyên hành vươn người đứng dậy, hướng cựu đế Minh Tuân xuất kích. Ngay tại hắn động thủ một sát na, quanh người hắn táng hóa chi thế lập tức tan rã, đại đạo tuyết bay, bay lả tả, thậm chí ngay cả dù che mưa kia hình thành thiên khung cũng đang nhanh chóng mục nát bên trong. Nguyên Hành không nhìn đây hết thảy, lấn người giết tới cựu đế Minh Tuân phía sau, điều động cổ thần nguyên thần, thì triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Cựu đế Minh Tuân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, sơ bàn tay lên cùng cổ thần nguyên thần va chạm một cái, Nguyên Hành thân thể đại chấn, ngay cả cổ thần ý chí cũng không thể dung chuyển vị này cựu đế mảy may hắn quyết định thật nhanh, đẫm máu trở ra, thanh âm xa xa truyền đến, Thái Thượng Hoàng, người muốn cùng thiên tiên giới đối nghịch, muốn cùng bỉ ngạn đối nghịch, chỉ là châu chấu đá xe. Ta sợ bỉ ngạn tham dự việc này, dáng lâm thiên tiên giới, người liền tự thân khó đảm bảo. Cựu đế Minh Tuân không có truy kích, thấp giọng nói, bỉ ngạn bất hủ tồn tại sao? Ta rất muốn biết, bọn hắn vì sao muốn phá hủy tam giới. Nhưng ta càng muốn biết, bọn hắn phá hủy tam giới đằng sau, các người những hỗn chướng này, vì sao còn muốn đối với cửu gia trung thành tuyệt đối? Là cái gì để cho các ngươi quên đi cửu hận? Hắn thấp giọng gầm thét, như muốn đánh nát cái này vặn vẹo thế giới. Chương 1204, đưa thái thượng hoàng đưa tang. Hứa ứng phát giác được phía sau thần thông ba động, quay đầu xem ra, chỉ gặp một mảnh màu xanh bầu trời đột nhiên mục nát, pha tạp, dần dần nát đi. Là minh mạn ra ra minh tuân sao? Hứa ứng như có điều suy nghĩ, rất là vui mừng, hắn hẳn là tại thiên đạo trên có thành tựu, không uổng công ta một phen khổ tâm. Hắn từ man không minh nơi này học được rất nhiều đế tử minh hy thần thông chiêu số, trong lòng đối với đế tử minh hy nhưng cũng khâm phục vạn phần, người này đánh nhau ít như vậy, thế mà còn có thể khai sáng ra rất nhiều lợi hại thần thông, tư chất ngộ tính quả thực bất phàm. Cùng loại tồn tại này giao thủ, là một kiện chuyện may mắn. Đáng tiếc, hứa ứng lắc đầu, hôm nay giao phong, đế tử minh hy còn có thể cùng hắn địch nổi, nhưng đến long đình đế đô đằng sau lại giao phong, đế tử Minh Hy liền xa không phải đối thủ của hắn. Bởi vì, hắn chỗ lĩnh hội tạo hóa, thiên tâm, phần thiên, nhân quả, càn nguyên, không gian các loại đại đạo, đều đang trưởng thành bên trong, từng tòa động nguyên cũng đang không ngừng lớn mạnh. Đế tử Minh Hy kéo thời gian càng dài, đối với hứa ứng càng là có lợi. Trong khoảng thời gian này, hứa ứng Tu Vi có thể nói ngày càng thâm hậu, đến Long Đỉnh Đế Đô, chắc chắn viễn siêu hôm nay. Hắn thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm hướng Long Đỉnh Đế Đô mà đi, ven đường thưởng thức thiên tiên giới tráng lệ cảnh trí, một bên tu luyện, một bên chỉ điểm minh mạn tu hành, lại cùng man không minh giao lưu đạo Pháp, không nói ra được hài lòng. Đây là ta đi vào thiên tiên giới đến nay, lần thứ nhất như vậy buông lỏng. Hứa ứng hướng man không minh cười nói, ta đi vào thiên tiên giới lúc, liên tục gặp truy sát, mỗi ngày bỏ mạng. Bây giờ lại gió êm sóng lặng, có thể thấy được long tộc cũng là có lễ nghi. Man không minh cười nói, chúng ta long tộc cũng không phải mọi dợ chúng ta đạt được bỉ ngạn đạo pháp truyền thừa bên ngoài, cũng kế thừa bỉ ngạn lễ tiết, đừng nói ngươi là tới khiêu chiến, coi như ngươi là đến đào mộ tổ, chúng ta cũng muốn tuân theo đạo đại khách, không có khả năng chậm trễ. Thật, hứa ứng mắt sáng rực lên, hô hấp có chút gấp rút. Nói lên đào mộ tổ việc này, liền không khỏi để hắn ngứa nghề. Man không nghinh trần chờ một chút, không dám đáp ứng. Hắn luôn cảm thấy man di này lai lịch bất chính, trong mắt có tạc quang. Long đình đế đô, trưởng lão nguyên bất quy tế lên một tòa tiểu chư thiên, ở trong chư thiên hướng đế tử Minh Hy công tới, hai người riêng phần mình thân pháp biến hóa khó lường, như là thiểm điện, cho dù là vạn giảm khoảng cách cũng chớp mắt có thể đến, lẫn nhau giao phong. Nguyên bất quy chính là đánh bại thánh tôn 27 vị cường giả một trong, lần này chính là bị Nguyên Hanh mời đến, mà luyện Minh Hy đế tử. Song phương thủ đoạn ra hết, Minh Hy đế tử lần đầu đối mặt cường đại như thế đối thủ, bị áp bách đến một lần lại một lần đột phá cực hạt, lĩnh ngộ cao thâm hơn đạo Pháp, hóa thành thần thông, vậy mà tại nguyên bất quy công kích đến một lần lại một lần gắng gượng vượt qua. Mười chiêu, ta phải sống mười chiêu, hắn nghĩ tới nơi này, tại chiêu thứ mười lúc bị nguyên bất quy một trường đánh vào đầu vai. Nguyên bất quy hợp thời thu lực, không có thương tổn đến hắn. Minh Hy đế tử sắc mặt ảm đạm, không người nói, đa tạ trưởng lão. Nguyên bất quy cười ha ha, nói, không cần như vậy. Điện hạ, tu vi thực lực của ngươi, đã vượt xa năm đó ta tại năm đó ta nhưng không có ngươi thực lực như vậy trong chiến đấu muốn trưởng thành rất khó thiên phú của ngươi cực cao có thể lĩnh mộ ra càng nhiều bất phàm thần thông tiền đồ bất khả hạn lượng minh hy đế tử bái tạ nguyên bất quy nói điện hạ nghỉ ngươi trước chỉnh lý đoạt được sau đó tiếp tục giao thủ đợi cho hứa ứng kia đến trước đó ngươi trước cùng một cái khác gọi là thánh tôn nguyên dục man di liều mạng tranh đấu dùng nguyên dục đầu người tỉnh lại ngươi sát phạt chi thế thừa này chi thế chém giết hứa ứng Minh Hy đế tử xưng phải, mắt tiến hắn rời đi. Nguyên bất quy rời đi tòa này tiểu chư thiên, đã thấy nguyên hành thủ ở ngoài chư thiên, đã đợi chờ đã lâu. Nguyên bất quy nhìn thấy hắn, trong lòng giật mình, thừa tướng thụ thương rồi. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói, ta gặp Thái Thượng Hoàng. Nguyên bất quy sắc mặt đột biến, thất thanh nói, lời ấy thật chứ. Thái Thượng Hoàng thật không chết, thiên tiên giới bên trong một mực có nghe đồn, đó chính là cựu đế Minh Tuân một mực sống trên đời, Hắn bị bây giờ thiên tiên giới thiên địa đại đạo tra tấn, hủy khuôn mặt, trở nên rồng không rồng quỷ không quỷ. Cựu đế Minh Tuân giống như là một cái quỷ hồn, tại thiên tiên giới bên trong du đáng, có lúc, có người nhìn thấy nơi xa có liên nguyên chập trùng dãy núi, đến gần nhìn lại, mới phát hiện là một đầu vô cùng to lớn ngân long phủ phục ngủ say. Có khi, mọi người ở trong biển phát hiện tung tích của hắn. Trong truyền thuyết, cựu đế Minh Tuân mưu đồ phục hồi, muốn cải biến bây giờ thiên đạo, trở về thời đại thái cổ lật đổ nhi tử minh đạo đế trọng trưởng long đế vị trí còn có nghe đồn nói minh đạo đế xuất lĩnh rất nhiều long tiên đi lòng đất tìm kiếm tung tích của hắn dự định đưa hắn lên đường còn có người nói một vị khác long tộc bất hủ giả thương trúc chân vương cùng hắn từng có giao phong đích thật là hắn nguyên hanh nói năm đó ta đi theo minh đạo đế đi tìm kiếm tung tích của hắn xa xa gặp qua hắn khi đó dung mạo của hắn hoàn toàn chính xác bị hủy trên mặt luôn có đạo hôi bay xuống nhưng lần này gặp hắn dung mạo của hắn khôi phục nguyên bất quy nói người ở đâu nhìn thấy hắn nguyên hanh nói man di hứa ứng bên người nguyên bất quy trong lòng giật mình lẩm bẩm nói thì ra là thế ta nói nhân tộc tiểu quỷ có thể có như vậy bản lĩnh nguyên lai là thái thượng hoàng tự mình dạy hắn thái thượng hoàng dạy một tên nhân tộc khiêu chiến chúng ta mục đích chỉ sợ là muốn đem ta long tộc táng hóa lòng tin đánh tới đáy cốc để cho chúng ta vứt bỏ táng hóa cùng hắn đi tu hành thái cổ pháp môn Nguyên Hanh nói, Minh Nghi Điện Hạ rất khó thắng dễ dàng hứa ứng, nhưng Thái Thượng Hoàng canh giữ ở bên cạnh hắn, ta chính là bị Thái Thượng Hoàng gây thương tích. Vì Long Đình Giang Sơn xã tắc, ta không thể không đến xin mời đạo hữu xuất thủ. Nguyên Bất Quy nói, người cũng bị hắn kích thương, huống chi ta. Cho nên, ta mời được mặt khác 12 vị cao thủ. Nguyên Hanh cười nói, Bích Hữu Trinh, Ngọc Phân Đạo, Long Đình Ngọc, Mạnh Tam Thông, Ứng Vô Địch, Thu Thiếu Vũ, Giao Vấn, Thương Lan các loại, bọn hắn 12 vị cùng người ta một dạng, đều từng tại trong vòng 10 chiêu đánh bại tiểu man di nguyên dục. Chúng ta 14 là đạo cảnh bát trọng đỉnh tiêm cao thủ, táng hóa đằng sau, nhất định có thể đưa thái thượng hoàng quy vị. Nguyên bất quy sắc mặt âm tình bất định, nói đây là thí quân chi tội. Nguyên hành nói, đạo hiếu, nếu là không thí quân, không trọng thương hứa ứng, tương lai nếu là minh nghi điện hạ chiến bại, người biết hậu quả sao. Nguyên bất quy hay là trần chờ Nguyên hành nói, hậu quả chính là, bệ hạ không còn kiên trì toàn bộ tám hóa, chắc chắn sẽ phổ biến pháp của cựu đạo mà làm như vậy sẽ chỉ làm long bình lâm vào nội loạn bỉ ngạn có cơ hội nhúng tay thiên tiên giới đến lúc đó các vị trưởng lão vì quyền thế địa vị tất nhiên sẽ chủ động dẫn tới bỉ ngạn bất hủ chân vương giáng lâm nguyên bất quy phun ra một ngụm chọc khí nói đến lúc đó bỉ ngạn bất hủ chân vương không đi mà nói bọn hắn chính là vùng thiên địa này chúa tể mà chúng ta mới là nô lệ việc này người cáo chi bệ hạ sao Nguyên Hành lắc đầu nói, bệ hạ không quả quyết, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nguyên Bất Quy trầm giọng nói, là không nên nói cho hắn biết. Việc này, chúng ta tiền trảm hậu tấu, đi, đưa Thái Thượng Hoàng đưa tang. Hai người đi ra ngoài, mà tại Long Đình đế đô bên ngoài, Bích Hữu Trinh, Ngọc Văn Đạo, Long Đình Ngọc, Mạnh Tam Thông 12 vị cảnh giới đại viên mãn cao thủ đã ở nơi đó chờ đợi, đám người gặp bọn họ đến, lập tức khởi hành. Đãi bọn hắn đi vào hứa ứng phụ cận, Nguyên Bất Quy nói, thừa tướng, người thương thế chưa lành, lưu lại đi tìm hứa ứng, đem hắn trọng thương. Chúng ta vây công thái thượng hoàng, đưa hắn lên đường. Nguyên hành không người bái nói, đa tả chư vị, đám người cùng nhau hoàn lễ, việc nằm trong phận sự, vì Long Đình Giang Sơn xã tắc, thì sợ gì bêu danh. Thiên thừa tướng Nguyên hành đi đầu một bước, đón hứa ứng bọn người đi đến. chương 1205, hứa ứng cùng minh mạn, màn không minh ngay tại Đan Hà Sơn thưởng ngoạn cảnh trí, cái này đan hà sơn chính là năm đó long đình bị vùi lấp sau hình thành dãy núi trong đó có nhiều chỗ có long khí quanh năm hướng ra phía ngoài dân trào bởi vì long khí dâng trào thành tiên vàng óng ánh hào quang bởi vậy gọi là đan hà thậm chí còn có nghe đồn có người ở chỗ này nhìn thấy qua năm đó long đình chết oan long tiên quỷ hồn hứa ứng biết đế lang hơn phân nửa ngay tại cổ long đình phụ cận bởi vậy mới đề nghị tại đan hà sơn dừng lại lâu một đoạn thời gian long khí dâng trào chi địa hẳn không phải là những cái kia long tiên quỷ hồn quấy phá, mà là chết mất long đế bị mai táng tại trong lăng mộ, bọn hắn quan tài phong tồn thi thể. Những lăng mộ này bị bỉ ngạn thiên đạo ảnh hưởng, phong cấm phong ấn hóa thành đạo hôi. Loại này ăn mòn hiện tượng, đã xâm nhập vào trong quan tài. Hứa ứng nhìn qua đan hà sơn phong mạo, thầm nghĩ, quan tài vỡ ra, mới đưa đến long đế trong thi thể đạo pháp tiết ra ngoài, hình thành đan hà. Bởi vậy muốn tìm đế lăng, chỉ cần nhìn đan hà từ chỗ nào xuất hiện liền có thể tìm được đế lăng chỗ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm ngâm nga nói, hoàng hoa màn nước thiên hạ tuyệt, ta lần đầu nghe thấy chi tuyết khê ông. Đan hà thúy bích cao hoan cung, ngân hà bên dưới rửa thanh phù dung. Nơi đây chính là cựu triều cố đô, đáng tiếc phong trần ngàn vạn năm, lại không hiện thế cơ hội. Hứa ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái dung mạo cao cổ thanh quắc lão giả cất bước đi tới, thân hóa dị nhân hình thái, đầu người thân người, chỉ là lộ ra thô kệch. Man không minh lập tức khẩn trương lên, thiên thừa tướng Nguyên Hanh. Hứa ứng nhìn xem thiên thừa tướng Nguyên Hanh đến gần, mỉm cười nói, thiên thừa tướng lần này đến cũng là vì thưởng thức đan hà phong cảnh. Nguyên Hanh cười nói, hứa ứng, người đi vào đan hà không phải là vì ngắm cảnh, ta tự nhiên cũng không phải. Hứa ứng á một tiếng, cảnh giác nói, hẳn là, gặp đồng hành. Mạc Kim, Bàn Sơn, Phát Khâu, Tá Lĩnh, xin hỏi thiên thừa tướng là một phái nào? Nguyên Hanh kinh ngạc, suy tư trong lời nói của hắn hàm nghĩa, chỉ là muốn nửa ngày cũng không thể nghĩ ra được, cười nói, mục đích chuyến này của ta là xử lý một việc đại sự. Đã từng có một vị long tộc đại đế, ở tiền nhiệm long đế bị mưu sát về sau, thiên hạ náo động, hắn tại trong nghịch cảnh lập nghiệp, chinh chiến bình loạn, cuối cùng leo lên đế vị. Hắn trở thành long đế đằng sau, chuyên cần chính sự yêu dân, một mực không có phạm qua bao lớn sai lầm. Hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên cũng là nhìn chúng đế lăng. Nguyên Hanh nói, vị này Long Đế cầm quyền thời kỳ, tam giới Thái Bình, cho dù là nhân tộc yêu tộc, cũng ra đời không ít kiệt xuất thiên tài. Hắn Long Đình bên trong, liền có không ít yêu tiên nhân tiên làm quan. Nhưng mà làm sao tính được số trời, đột nhiên có một ngày, năm đó Long Đình thần toán đều tính tới một cái đáng sợ kết quả, đó chính là tam giới sắp diệt tuyệt, Long Đình sắp diệt phong, Long Tộc cũng muốn hủy diệt. Vị này Long Đế hùng tài vĩ lược, tìm kiếm nghĩ cách, vì Long Đình kéo dài tính mạng. Hứa ứng lúc này chú ý tới, một nhóm người khác ngay tại không nhanh không chậm hướng Đan Hà Sơn đi tới. Minh mạn cùng man không minh dần dần bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn, không có chú ý tới những thứ này. Hứa ứng lại phát giác được cái này 13 vị long tộc cường giả cường đại dị thường, hơn xa mặt khác long tộc trưởng lão. Hắn khẽ nhíu mày, Nguyên Hanh nói, vị này long đế cứ việc vô cùng cường đại, nhưng đối mặt trận này diệt tuyệt cũng vô kế khả thi, hắn nghĩ ra ba cái biện pháp, vì long đỉnh kéo dài tính mạng. Kế hoạch thứ nhất, Vạn Long Phiên, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, Vạn Long Phiên kế hoạch gần như thất bại, khi đó lưu lại rất nhiều mặt Vạn Long Phiên, nhưng chỉ còn lại hứa ứng lấy được mặt kia Vạn Long Phiên vẫn còn, mặt khác Vạn Long Phiên đều đã nương theo lấy thiên hải bên trong Long đỉnh chôn vùi mà chôn vùi. Hứa ứng mặt này Vạn Long Phiên năm đó cũng bị tiên đế Mạnh Sơn Minh cướp đi, Mạnh Sơn Minh sau khi chết lại rơi vào hứa ứng chi thủ, bị hứa ứng đưa cho viễn tổ. Kế hoạch thứ hai, thâu thiên kế hoạch, quảng la tiên giới tốt nhất tiên kim, tạo 40 chiếc thuyền nhanh nhất, chờ Long Đình có hy vọng nhất hạt giống, có Long Tiên, có Yêu Tiên, cũng có Nhân Tiên, xông ra tam giới vũ trụ, tìm kiếm bỉ ngạn phồn diễn sinh sống. Nguyên Hành tiếp tục nói, mà cái thứ ba kế hoạch là khôi phục kế hoạch, chia hai cái phương diện. Thứ nhất, đợi diệt tuyệt qua đi thứ một ngàn vạn năm, Long Đình khôi phục, vạn Long Phiên khởi động, Long Hồn đoạt xá, là Long tộc kéo dài văn minh. Thứ hai, bỉ ngạn Long tộc tại đại diệt tuyệt sau trở về, trở về tam giới, khôi phục Long Đỉnh. Hứa ưng ánh mắt rơi vào cái kia 13 cái thân ảnh cường đại trên thân, tại cái này 13 vị long tộc cường giả phía trước, đột nhiên nhiều hơn một cái cao lớn lão giả thân ảnh. Hắn nhận ra người kia, chính là Minh Mạn Gia Gia, Minh Tuân. Vị này long đế, có thể nói cứu vãn long tộc, không có hắn, liền không có hiện tại long đình, không có hiện tại long tộc phục hưng. Nguyên Hanh nói, hắn làm chúng ta tất cả long tộc khâm phục, hắn tạo ra được 40 chiếc độ thế kim thuyền, chính mình nhưng không có leo lên kim thuyền, mà là lựa chọn lưu lại, cùng còn lại long tộc cùng nhau chờ đợi diệt tuyệt giáng lâm. Hắn muốn đối kháng trận này đại diệt tuyệt, hứa ứng nhìn thấy đan hà sơn một bên khác, trên trời rơi xuống đạo tuyết, cái kia 13 cái vô cùng cường đại tồn tại đi vào minh tuân đạo cảnh, riêng phần mình tế lên cổ thần nguyên thần, chấn áp minh tuân đạo cảnh, vậy mà nhường đường tuyết hạ xuống chi thế đình chỉ. Chỉ là hắn thất bại, Nguyên Hanh nói, hắn tất cả thần dân, tất cả hắn nhận biết không quen biết tộc nhân, hết thảy chết tại trận này đại diệt tuyệt bên trong. Hắn cũng vốn hẳn nên chết, nhưng là hắn quá cường đại. Hắn là bất hủ, hắn tại như vậy trong nghịch cảnh còn sống đến bây giờ. Hứa ứng hỏi, hắn tên gọi là gì? Hắn đã biết đáp án, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu. Nguyên Hành nói, hắn gọi Minh Tuân, cũng là đương kim phụ thân của Minh Đạo Đế, là ta Long đỉnh Thái Thượng Hoàng. Minh Mạn trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía hứa ứng, trong lòng lo sợ thân phận của ta bại lộ. Man Di Sư Phụ còn sẽ không dạy ta, hứa ứng nói nhưng là bây giờ các ngươi lại muốn giết vị thái thượng hoàng này đây là cớ gì nguyên hanh thở dài nói trước khác nay khác vậy thái thượng hoàng muốn phục hồi truyền thống chính là đối với bây giờ long đình phản bội hứa ứng ngươi là hắn dạy a à, ngươi nếu là thắng minh hy điện hạ thái thượng hoàng âm mưu liền sẽ đạt được ta long đình liền sẽ bởi vậy lâm vào nội loạn bởi vậy chúng ta không thể không đến hướng thái thượng hoàng xuất thủ mời hắn lên đường hứa ứng đột nhiên cười ha ha các ngươi long đình các người những này long tộc, đều là thái thượng hoàng phúc phận, không có hắn ba cái long đỉnh kế hoạch, nơi nào có các ngươi hiện tại. Mà các ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn giết hắn. Thiên thừa tướng, đây chính là các người học được từ bỉ ngạn lễ tiết cùng đạo đức. Hắn lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, các ngươi để minh tuân đế thất vọng, quá thất vọng rồi. Nguyên hành lắc đầu nói, người không hiểu rõ long đình tình cảnh, cũng không biết bỉ ngạn cường đại, càng không biết nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Dám chó không kêu. Hứa ứng thản nhiên nói, thiên thừa tướng, ngươi cũng xứng. Ta biết mục đích của ngươi, diệt trừ Minh Tuân, kích thương hứa ứng, để Minh Hy chiến thắng. Nhưng là, người đánh giá thấp bất hủ, cũng đánh giá thấp ta. Hắn vừa dứt lời, 13 đại viên mãn cường giả vây quét cựu đế Minh Tuân chiến đấu bộc phát. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh sắc mặt biến hóa, nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, vậy tuyệt đối không phải Minh Tuân đế xương cốt, mà là cái thứ nhất đối mặt, liền có người bị Minh Tuân đế đánh nát xương cốt các ngươi có táng hóa, Minh Tuân Đế cũng có hóa thành chân long chân thân. Lại thêm hắn đạt được chỉ điểm của ta, thực lực tu vi càng hơn lúc trước. Hứa ưng ánh mắt rơi vào nguyên hanh trên khuôn mặt, thản nhiên nói, người đánh giá thấp Minh Tuân, cũng đánh giá thấp ta. Người không nên kéo lấy có tổn thương thân thể tới gặp ta. Nguyên hành đột nhiên có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, vội vàng quát lên một tiếng lớn táng hóa. Cơ hồ cùng một thời gian, hứa ứng cũng từ thôi động táng hóa, hai bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên chương 1206, Tiểu Man Di Thánh Tôn. Từ hứa ứng đặt chân thiên tiên giới đến nay, không có chủ động táng hóa qua, đều là lấy thân người hình thái quyết đấu hết thảy địch nhân. Bất quá nguyên Hanh dù sao cũng là Long Bình Thiên Thừa Tướng, đạo cảnh bát trọng đại viên mãn tồn tại, không sử dụng táng hóa khó mà quyết thắng. Thiên Thừa Tướng nguyên Hanh có chút quá tự đại, tại nguyên thú, bất kỳ cái gì câu cá khách sau hẹ lão cũng không dám dễ dàng bị thương, nếu không liền có khả năng bị người thu hoạch, chỉ còn lại có một tấm da người. Tại Địa Tiên Giới, thủ thương liền mang ý nghĩa có khả năng bị người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không thể không tiếp nhận đồng minh tặng than điều kiện. Nhưng ở Thiên Tiên Giới, hắn lại dám tại thương thế chưa khỏi hẳn tình huống dưới đến quyết đấu hứa ứng, loại tình huống này hứa ứng tại Địa Tiên Giới chưa bao giờ từng gặp phải. Hai người lần này giao phong cực kỳ ngắn ngủi, hứa ứng tại động thủ thời điểm liền trực tiếp vận dụng bất hủ bát pháp tích địa pháp, tựa như khai thiên tích địa vô song cự nhân, đem nguyên hành khối này hỗn độn sinh sinh mở ra đến một kích này đại khí bàng bạc nguyên hành đón đỡ lúc chỉ cảm thấy khí huyết lưu động đạo cảnh vỡ ra cả người đều có xé rách mà hóa đạo cảm giác hắn nguyên bản không nên không chịu được như thế nhưng hứa ứng cùng người quyết đấu chưa bao giờ táng hóa qua để hắn sai lầm đoán chừng hứa ứng thực lực táng hóa sau hứa ứng thực lực so phổ thông hình thái mạnh hơn thực lực tăng nhiều hắn đón đỡ hứa ứng chiêu pháp lúc chỉ cảm thấy nó thần thông rót vào chính mình lúc trước chịu trong đạo thương lấy những đạo thương này làm đột phá khẩu xé rách chính mình thần thông tốt hắn táng hóa đằng sau minh ghi điện hạ tuyệt không phải địch thủ của hắn trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch lóe lên ý nghĩ này hứa ứng đệ nhị pháp chư thiên đệ tam pháp long vũ đã thi triển đi ra quả nhiên là bá đạo không gì sánh được nguyên hành đón đỡ cái này hai chiêu chỉ cảm thấy đạo thương bị xé nứt càng lớn nhưng nếu không có thụ thương hắn còn có thể đánh với hứa ứng một trận lấy tu vi của hắn tạo nghệ thậm chí có thể đè xuống hứa ứng một bậc nhưng hứa ứng bắt lấy thương thế của hắn, để hắn thương càng thêm thương, cái này làm hắn người phần bị động. Hai người động tác mau lẹ, trong chớp mắt hứa ứng liền thi triển ra chu tiên, vạn đạo, tuế nguyệt, luân hồi tứ đại thần thông, đợi cho luân hồi thần thông thi triển đi ra, nguyên hành trên thân khắp nơi vết thương nổ tung. Hứa ứng một chiêu cuối cùng luân hồi thần thông, dung hợp thiên tiên giới lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh, kinh này là minh mạn truyền cho hứa ứng, hoàn toàn bổ sung hắn luân hồi thần thông bên trên không đủ. Tu luyện công này cần trải qua ngàn kiếp, mới có thể tìm hiểu ra luân hồi ảo diệu, tiến lấy đạt tới chứng đạo luân hồi tình trạng. Môn công pháp này là hứa ứng tu luyện thuận lợi nhất công pháp, bởi vì hắn không phải trải qua ngàn thế luân hồi, mà là trải qua vạn thế luân hồi. Lấy kinh lịch của hắn, chứng đạo luân hồi cũng không nói chơi. Nhất là hứa ứng bất hủ bát pháp chiêu thứ bảy, luân hồi sử xuất, nguyên hành thân bất do kỷ hướng trong luân hồi rơi xuống, trước mắt một đạo lại một đạo vầng sáng hiện lên, mỗi rơi xuống một lần, liền có một người dáng dấp cùng mình giống nhau như đúc người hướng hắn đánh tới. Nguyên Hành phấn khởi phản kháng, đem nhân cách kia giết, lập tức lại rơi xuống đến kế tiếp luân hồi, còn có một người dáng dấp cùng mình một dạng người hướng hắn đánh tới. Lần này Nguyên Hành bị giết, lại tại đối diện cái kia trong cơ thể của mình thức tỉnh, tiếp tục hướng trong luân hồi rơi xuống. Hắn lúc này mới cảm giác được sợ hãi, đợi nhìn thấy cái thứ ba chính mình hướng mình đánh tới, vội vàng quát dừng tay. Ngươi là ta, ta cũng là ta cái kia chính mình mắt điếc tai ngơ, hướng hắn đánh tới, Nguyên Hành bất đắc dĩ, đành phải dùng hết có khả năng cùng đối phương chém giết. Cuối cùng, Nguyên Hành giết cái thứ ba chính mình, nhưng lại chết tại cái thứ tư trong tay mình, hắn tại cái thứ tư trong thân thể của mình thức tỉnh, lại nhìn thấy cái thứ năm chính mình đánh tới. Một thức này luân hồi thần thông, chẳng những khốn trụ Nguyên Hành, đồng dạng cũng trấn trụ Man Không Minh. Man Không Minh ngơ ngác nhìn phía trước ở trong luân hồi không gian giấy rụa Nguyên Hành, chỉ gặp Nguyên Hanh từ một cái luân hồi không gian rơi vào một cái khác luân hồi không gian, cùng nơi đó một chính mình khác chém giết, sau đó lại độ ngã vào kế tiếp luân hồi không gian bên trong. Mà đây chỉ là một góc của băng sơn, hứa ứng chiêu đại thần thông này, tạo thành một cái do một nghìn cái luân hồi không gian tạo thành to lớn luân bàn, giờ phút này luân bàn này ngay tại không nhanh không chậm xoay tròn, mỗi lần chuyển động một ô, một ô, hoàn toàn là một cái luân hồi không gian mà tại mỗi một cái luân hồi không gian bên trong đều có một cái ngay tại trong luân hồi rơi xuống nguyên hanh, mỗi một cái nguyên hanh đều là thật nguyên hanh. bọn hắn thân ở khác biệt trong luân hồi, tại trong ngăn chứa gặp nhau, tự giết lẫn nhau. Mỗi một người bọn hắn đều cho rằng chính mình là chân chính thiên thừa tướng nguyên hanh, mỗi người đều đem hết khả năng muốn xử lý đối phương, còn sống sót, nương theo lấy luân hồi xoay tròn, luân hồi ngăn chứa bên trong nguyên hanh số lượng càng ngày càng ít may mắn còn sống sót những nguyên hành kia vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Đây là chính hắn cho mình tạo thành thương, cũng không phải là hứa ứng luân hồi thần thông cho hắn tạo thành thương. Mà tại cái này to lớn luân bản phía trước, hứa ứng như là một tôn chi phối lấy luân hồi tà ác thần chỉ, tám hóa sau diện mục xâm nhiên, sâu kín nhìn chăm chú lên trong luân hồi sinh tử chi chiến. Ta một chiêu thua với man di hứa ứng, thật sự là may mắn. Man không minh thầm nghĩ, hắn có chút tự coi nhẹ mình, cho là mình kém xa hứa ứng. Nhưng kỳ thật hắn đánh với hứa ứng một trận lúc, hứa ứng còn không có lợi hại như vậy. Hứa ứng sở dĩ đột nhiên tăng mạnh là bởi vì có minh mạn cái này học thức uyên bác không gì sánh được công chúa tại, truyền thụ cho hắn các loại bỉ ngạn công pháp. Gặp được nàng trước đó, hứa ứng đích thật là man di, thấy biết bỉ ngạn đạo pháp không nhiều, gặp được nàng đằng sau, thực lực tu vi mới bắt đầu thứ hai độ đột nhiên tăng mạnh, nghênh đón tu hành mùa xuân thứ hai. Nương theo lấy luân hồi xoay tròn, Rốt cục sau đó hai cái nguyên hành bên trong có một người ngã xuống, luân hồi thần thông lúc này mới phá vỡ, nguyên hành từ đó lăn xuống đi ra, toàn thân đạo thương, giấy ruộng lấy đằng không mà lên, bỏ chạy mà đi. Hứa ứng nhấc lên pháp lực, đang muốn cho hắn một kích chí mạng, nhưng pháp lực đột nhiên trống rỗng, thế là dừng tay không phát, khen cái này nguyên hành thực lực tu vi thật là không yếu, có thể gượng chống đến ta bất hủ bát pháp để thất pháp. Man không minh khâm phục vạn phần, minh mạn lại có chút hồ nghi, nàng biết mình vị này tiểu sư phụ lợi hại, nhưng cùng nhau đi tới, hứa ứng kinh lịch đại chiến nhiều, bất quá nàng lại phát hiện hứa ứng chưa bao giờ thi triển qua bất hủ bát pháp đệ bát pháp, mỗi lần đến đệ thất pháp liền im bặt mà dừng. Man gì tiểu sư phụ, bất hủ bát pháp sẽ không không có đệ bát pháp a. À? Minh mạn công chúa hiếu kỳ dò hỏi, hứa ứng cười ha ha nói, nhà đầu ngốc cớ gì nói ra lời ấy. Vi sư đương nhiên là có đệ bát pháp, chỉ là còn chưa từng gặp được đáng giá ta vận dụng đệ bát pháp đối thủ, Minh mạn công chúa thâm biểu hoài nghi, nói, sư phụ tại Long Hoa Thành bị đánh đến sắp chết mất thời điểm cũng chỉ là vận dụng luân hồi, cũng không vận dụng đệ bát pháp. Ta hoài nghi người trước lấy cái tên bất hủ bát pháp, đệ bát pháp căn bản không có khai sáng ra tới. Hứa ứng cười ha hả, cũng không nói tiếp, hướng dưới núi nhìn lại. Vây quét cựu đế Minh Tuân cái kia 13 vị đại cao thủ giờ phút này nằm vật xuống một chỗ, không có một cái nào có thể đứng người lên. Hứa ứng không khỏi tán thưởng, ta đánh một cái bị thương nguyên hanh, còn như vậy cố hết sức, cơ hồ hao hết tu vi, lão long đế đánh 13 cái cao thủ như vậy, lại nhẹ nhõm như ý, bất hủ cảnh không hổ là bất hủ cảnh. Cựu đế Minh Tuân không có thống hạ sát thủ, đem cái kia 13 cái bị trọng thương cao thủ bỏ xuống, thân hình biến mất không còn tâm tích. Man không minh cùng minh mạn công chúa kích động, rất muốn đi cắt mất cái này 13 vị trưởng lão ra đầu, chỉ là hứa ứng tại, không tốt ra tay. 13 vị đứng đầu nhất tộc lão ra đầu, nhất định có thể tại bỉ ngạn bán tốt giá tiền hai người thầm nghĩ, hứa ứng không biết ý nghĩ của bọn hắn, lần này cùng Nguyên Hanh giao thủ, để hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là cùng là bất hủ công pháp, vì sao thiên tiên giới bất hủ công pháp đơn giản như vậy, mà hư hoàng đại đạo quân khác trên thúy nham môn kia bất hủ huyền công như vậy phức tạp huyền diệu. Hư hoàng đại đạo quân khác trên thúy nham đạo pháp, cần hứa ứng, nguyên vị ương bọn người nghiên cứu mấy năm, cũng chưa từng đem nó ảo diệu hoàn toàn giải mã đi ra. Mà lại, Bọn hắn là tại Đại Đạo Quân đã dùng đạo văn giải mã trên cơ sở, tiếp tục giải mã, còn như vậy khó khăn. Nếu là trực tiếp giải mã Bỉ Ngạn văn tự, khẳng định càng thêm khó khăn. Nhưng hứa ứng học tập thiên tiên giới truyền thừa từ Bỉ Ngạn bất hủ công pháp, liền cực kỳ đơn giản, dễ như trở bàn tay liền có thể nhập môn. Vô luận là ghi chép luân hồi chi diệu lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh, hay là giải thích không gian chi diệu thiên vũ chứng đạo, hoặc là mặt khác ghi chép nhân quả, thời gian, sinh mệnh, âm dương, ngũ hành Hỗn độn các loại đạo pháp đều rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ. Nếu không có như vậy, Hứa Ứng cũng không có khả năng đi vào Thiên Tiên giới liền đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, loại này đơn giản cũng là tương đối hư hoàng đại đạo quân khối kia Thúy Nham bên trên bất hủ công pháp mà nói. Tương đối những người khác mà nói, mỗi một môn công pháp đều tương đương tối nghĩa, rất khó luyện về, cả một đời chỉ tu luyện một môn, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh. Chương 1207, Hứa Ứng sở dĩ cảm thấy đơn giản một là thiên phú của hắn hai là hắn tích lũy bỉ ngạn công pháp hẳn là đều đã giảm bớt đi cực kỳ trọng yếu bộ phận cũng không đạt được chân truyền hắn đột nhiên nghĩ đến để thiên tiên giới long tộc dựa theo tân đạo tu hành tu luyện phải chăng liền có thể bổ sung chỗ sơ hở này để bỉ ngạn không cách nào thu hoạch bọn hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước đem bỉ ngạn lý văn đổi thành long văn hoặc là đạo văn bất quá ta táng hóa sau thực lực hay là viễn siêu ta không táng hóa thực lực Điều này nói rõ tam giới đạo Pháp hay là so ra kém bỉ ngạn. Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, không tại tầng dưới chót cơ cấu bên trên làm đến cùng lý cơ cấu sánh vai cùng trình độ, đã nói lên thực lực của hắn vẫn như cũng không có khả năng được xưng tụng vô địch cùng cảnh giới. Hắn có thể tại thiên tiên giới làm đến vô địch cùng cảnh giới nguyên nhân là bởi vì thiên tiên giới long tiên tu luyện đều là không chọn vẹn bỉ ngạn công Pháp, chỉ thế thôi. Đột nhiên, đan hà sơn bên trong có hào quang từ lòng đất phá không mà lên, chiếu dọi mãn tiêu, trong hào quang có long đế hư ảnh thấu chiếu, đứng tại trong quang mang đối với vùng thiên địa này phát ra rên rỉ. Hứa ứng bị một tiếng này bi thương long ngâm tỉnh lại, hướng cái kia long đế hư ảnh nhìn lại. Chỉ nghe long ngâm lại buồn, vang vọng dãy núi, man không minh cùng minh mạn công chúa nhao nhao vỗ tay bảo hay, khen, khó gặp cảnh quan. Minh mạn công chúa cười nói, tiểu sư phụ thật sự là vận khí tốt, lần đầu tiên tới đan hà sơn liền có thể đụng phải loại này cảnh sắc tráng lệ, có rất nhiều long tiên ở chỗ này chờ ngàn vạn năm, cũng chờ không đến một lần đâu. Hứa ứng chợt cảm thấy hoang đường, vị này long đế anh linh bi thương tại long đình thời đại hủy diệt, mà hậu thế long tộc lại hắn rên rỉ trở thành đan hà sơn khó được cảnh quan. Hứa ứng trộm mộ hào hứng hoàn toàn không có, hướng hai người nói, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy hắn thanh tịnh. Nên đi gặp một hồi minh hy, ánh mắt của hắn chấp động, trong lòng yên lặng nói, không biết tổ thần tu vi khôi phục mấy thành, phải trang nắm giữ thiên đạo. Còn có thánh tôn, thương thế của hắn, phải chăng khỏi hẳn. Về phần đại long, hắn suy nghĩ một chút còn chưa tính, không có suy nghĩ nhiều. Đầu này đại long, hơn phân nửa tại trong thức hải chơi long châu trò chơi. Nơi xa thiên thừa tướng Nguyên Hanh hiện ra thân hình, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, lúc này mới tập tễnh đi ra, đi vào nguyên bất quy đám người bên người. 14 vị đại cao thủ riêng phần mình thân phụ trọng thương, hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Nguyên Hanh thở dài, nói, bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở ta thiên tiên giới một vị khác bất hủ thương trúc chân vương sao nguyên bất quy long đình ngọc mạnh tam thông đám người sắc mặt đột biến long đình ngọc trầm giọng nói thương trúc chân vương tàn bạo không gì sánh được trông cậy vào hắn chính là trông cậy vào thiên hạ đại loạn hắn nếu là biết hứa ứng thực lực tu vi lợi hại như vậy lại có thái thượng hoàng ở sau lưng chỗ dựa khẳng định sẽ mượn cơ hội hướng bệ hạ nổi lên hắn tính cách tàn bạo không thích hợp làm ta long đình đại đế Nguyên Hành trầm giọng nói, không muốn để cho hắn trở thành Long Đế, vậy liền quả quyết không thể để cho hứa ứng chiến thắng. Chỉ là chúng ta, đã thất bại, bây giờ phải làm như thế nào? Nguyên Bất Quy dò hỏi, Nguyên Hành ánh mắt chấp động, không nói gì, nói các ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hứa ứng hỏng ta thiên tiên giới tốt đẹp tương lai, dù là vì thế thân bại danh liệt. Hắn khập khiếng, vội vàng rời đi, Nguyên Bất Quy, Mạnh Tam Thông, Long Đình Ngọc mấy người cũng dắt nhau đỡ, Dẫy ruộa lấy hướng long đình đế đô mà đi bọn hắn đi không lâu sau thương trúc chân vương đệ tử thu hải đường thanh tú động lòng người đứng trên không trung trầm ngâm một lát tự nhủ hứa ứng tu vi mạnh mẽ như thế có thể thắng qua thiên thừa tướng cùng hắn giao thủ ta phần thắng không lớn nàng đang muốn rời đi đột nhiên thân thể không khỏi cứng đờ cựu đế minh tuân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của nàng không để cho nàng dám có chỗ dị động nhà đầu người sư tôn thương trúc còn tại vạn long xào Cựu đế Minh Tuân hỏi, Thu Hải Đường xưng là, đột nhiên, nàng áp lực nhẹ đi, quay đầu nhìn lại, cựu đế Minh Tuân đã vô tung vô ảnh. Nghe sư tôn nói, Minh Tuân đế bất quá là thời cổ gỗ mục, đại đạo căn cơ không còn, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn chủ động đi gặp sư tôn, chẳng lẽ là tự tìm đường chết. Nàng không hiểu chút nào, thầm nghĩ, hắn vì sao đi tìm chết. Nguyên dục, một đám long tiên xâm nhập thánh tôn an dưỡng chi địa, quát, chúng ta phụng minh hy điện hạ chi mệnh, đến đây vì ngươi chữa thương minh hy điện hạ muốn sách ngươi đi qua cùng hắn quyết đấu thánh tôn từ trên giường bệnh chậm rãi đứng dậy chỉ gặp những long tiên kia tiến lên điều vận động nguyên chi lực dự định trị liệu thương thế của hắn thánh tôn đưa tay ngừng bọn hắn cười lạnh nói chỉ là vết thương nhỏ không cần chư vị hỗ trợ hắn phồng lên chín đại trí tôn động nguyên thể nội đạo âm oanh minh chỉ gặp từng đạo trong vết thương có hào quang bắn ra cùng đạo thương dung hợp đem đạo thương thu nạp bất quá một lát Thánh tôn thương thế liền bị luyện đi, khôi phục như lúc ban đầu, thần thái sáng láng, đi ra ngoài, trầm giọng nói: "Minh Nghi điện hạ ở đâu?" Hắn tu vi liên tiếp tăng vọt, không ngừng kéo lên, khí thế càng hơn lúc trước. Lần này, hắn tuần tự cùng 27 vị đại viên mãn tồn tại giao phong, 27 chiến, 27 bại, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một trận thảm bại. Nhưng hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn sở dĩ dễ dàng như thế liền đem trên người đạo thương luyện đi chính là bởi vì hắn đã thấy rõ trong những đạo thương này tích chứa đạo lý. Hắn vốn là chư thiên vạn giới bên trong đại tông sư, nghiên cứu vạn đạo, những đạo thương này với hắn mà nói, đơn giản chính là từng môn trợ hắn tăng lên đạo hạnh bí tịch. Cái kia một đám long tiên gặp hắn khí thế phi phàm, cũng không khỏi đến bị hắn chấn trụ, vội vàng lấy ra xiềng chân còng tay, thánh tôn tùy ý bọn hắn khóa lại chính mình, đi theo đám bọn hắn đi đến. Bất quá nhiều lúc, thánh tôn liền đi theo bọn hắn đi vào long đình đế đô một chỗ tiểu chư thiên bên trong, Minh Hy đế tử đằng đằng sát khí, sớm đã ở trong chư thiên chờ đợi. Cái kia một đám long tiên đang muốn đem xiềng chân còng tay giải khai, thánh tôn khí thức nhẹ nhàng chấn động, xiềng chân còng tay liền từ hóa thành bột mịn, cất bước đi vào tiểu chư thiên. Cái kia một đám long tiên ngơ ngác nhìn qua hắn, thánh tôn đi vào tiểu chư thiên bên trong, trên dưới giò xét Minh Hy đế tử, nói, sát khí của ngươi nặng như vậy, nhìn thấy ta lại có chút khẩn trương, rõ ràng là ngươi có một trận đại chiến sắp đến, lòng tin của ngươi lại không đủ, cần giết một cao thủ nhắc tới chân sát ý của ngươi cùng lòng tin. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ, Minh Hy đế tử không nói một lời, ngang nhiên đánh tới. Thánh tôn điều vận vạn đạo, sau lưng hình thành một mảnh đại đạo rừng rậm, hai người va chạm chiêu thứ nhất, cân sức ngang tài, chiêu thứ hai, thánh tôn cũng đã chiếm thượng phong, chiêu thứ ba lúc, Minh Hy đế tử liền tại hắn sát ý đáng sợ bên dưới lộ ra dấu hiệu bị thua, chiêu thứ tư Minh Hy đế tử miệng phun máu tươi. Đến chiêu thứ sáu, Minh Hy đế tử cũng đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trừng to mắt mê mang nhìn lên bầu trời. Bầu trời đang xoay tròn, thánh tôn thản nhiên nói, sao ta thấp một cảnh giới, ngươi liền muốn chiến thắng ta. Ngươi cho rằng ngươi là hứa ứng, liền xem như hứa ứng, cũng không dám tại thấp ta một cảnh giới tình huống dưới, cùng ta nhất quyết sinh tử. Bốn phía, Long Đình một đám tộc trưởng riêng phần mình nhíu mày, không biết nên như thế nào cho phải. Thánh tôn nguyên dục cái này tiểu man di dáng dấp môi hồng răng trắng, nhưng thực lực lại cao minh đến cực điểm, so vừa tới thiên tiên giới lúc cường đại hơn nhiều. Minh Hy đế tử nguyên bản có thể thắng dễ dàng hắn, nhưng những ngày này đi qua, tu vi thực lực của hắn vậy mà lại có kinh người tăng lên. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng ồn ào truyền đến, không biết bao nhiêu cái thanh âm đang gọi. Man Di hứa ứng, tiến vào Long Đình đế đô, chương 1208, trong chăn dụ hoặc. Một đám long tộc trưởng lão nghe được thanh âm này, riêng phần mình trong lòng giật mình, bọn hắn nguyên bản mục đích là để đế tử minh hy trong trận chiến này chiến thắng tiểu man di thánh tôn đem chém giết đế tử minh hy mượn chém thánh tôn chi uy thế nghênh chiến hứa ứng đem tu vi thực lực của mình tăng lên tới cực hạn như vậy giao đấu hứa ứng thời điểm liền có thể đại chiếm thượng phong nhưng sao liệu tại chém thánh tôn nguyên dục lúc xảy ra vấn đề man di này theo lý mà nói hẳn là chết tại minh hy đế tử trong tay nhưng hắn hết lần này tới lần khác không theo lý thánh tôn nguyên dục mượn dưỡng thương cơ hội lĩnh hội 27 vị cảnh giới đại viên mãn trưởng lão lưu tại hắn trong đạo thương đại đạo, dùng cái này bù đắp chính mình đại minh cung vạn đạo, đến mức thực lực tu vi có tăng lên nhanh như gió. Từ địa tiên giới đi lên ra hỏa, đích thật là một đám man di, chưa từng gặp qua bao nhiêu cao thâm công pháp, cũng chưa từng gặp bao nhiêu loại cao thâm đại đạo. Nhưng cũng không phải là bọn hắn vụng về, tương phản, có thể tại địa tiên giới cạnh tranh thảm liệt như vậy địa phương, từ người ta tấp nập bên trong giết ra, lấy được cao như vậy thành tựu, vô luận hứa ứng hay là thánh tôn nguyên dục, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn hắn không có được chứng kiến cao thâm công pháp, chưa từng học qua cao thâm đại đạo, bởi vậy nhìn thấy cao thâm công pháp cao thâm đại đạo lúc, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng hấp thu trong này chất dinh dưỡng, để bọn hắn thực lực tu vi có kinh người tăng lên. Loại tốc độ tăng lên này, viễn siêu thiên tiên giới long tiên. Hứa ứng tới, các ngươi long tộc muốn chiến thắng chính là hứa ứng. Thánh tôn nhiều hứng thú ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chư thiên bên ngoài từng tôn thân thể nguy nga cường đại bất phàm long tộc trưởng lão, cười nói, các ngươi long tộc nếu là không người, ta có thể thay thế các ngươi xuất thủ. Thực không dám giấu giếm, ta cùng hứa ứng có chút thù riêng. Hừ, cái kia một đám long tộc trưởng lão nhao nhao tức giận, trong đó 13 vị long tộc trưởng lão chính là ngày đó 10 chiêu đánh bại thánh tôn nguyên dục tồn tại, cùng nhau lấy tay đè xuống, đem thánh tôn chân áp. Thánh tôn không chút nào chống cự, mặc cho bọn hắn đem chính mình chấn trụ, những long tộc trưởng lão kia không có giết hắn, đem Minh Hy đế tử cứu ra, riêng phần mình nhíu mày. Lần này long tộc chỉ sợ sẽ nghênh đón một trận thảm bại. Hứa ứng đánh bại Minh Hy đế tử ngược lại cũng thôi, nhưng mấu chốt là, sau khi đánh bại đâu. Trước mắt long tộc căn cơ ở chỗ toàn diện táng hóa, ở chỗ toàn diện tu luyện bỉ ngạn đạo Pháp, nếu là hứa ứng đánh bại Minh Hy đế tử, long tộc phải chăng còn sẽ tiếp tục kiên trì toàn diện táng hóa. Bọn hắn nếu muốn trở về truyền thống, hướng hứa ứng học tập địa tiên giới đạo Pháp, như vậy thiên tiên giới sẽ hay không lâm vào nội loạn nội đấu bị ngạn có thể hay không can thiệp ích lợi của bọn hắn có thể hay không bị hao tổn đột nhiên thiên thừa tướng nguyên hanh thanh âm truyền đến chư vị yên tâm việc này ta tự có tính toán man di hứa ứng tuyệt đối không cách nào nhiễu loạn ta thiên tiên giới ta đã mời tới thất huyền công tử sư huynh bất hủ chân vương ẩn nguyên tử đại đệ tử công tử hồng ba một đám trưởng lão sắc mặt khẽ biến trong đó một vị trưởng lão nói thiên thừa tướng dẫn bỉ ngạn lực lượng tiến vào thiên tiên giới, việc này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Công tử Hồng Ba đến đối phó Man Di hứa ứng, chẳng phải là nói ta long tộc vô năng. Các ngươi long tộc vốn là vô năng, một thanh âm từ nguyên hành hậu phương truyền đến, dĩ nhân công tử Hồng Ba thân thể cao lớn, long hành hổ bộ, rất có uy nghi, có cổ thần chi hình thái và ý vị, cười lạnh nói, long tộc ngay cả ta sư đệ cùng hai vị sư muội đều không bảo vệ được, không phải vô năng. Long tộc liền chỉ là một cái man di đều không đối phó được, không thể làm gì, không thể không mời ta đến đây trợ trận, không phải vô năng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nói các ngươi long tộc nếu là thủ không được thiên tiên giới, liền đem thiên tiên giới giao ra, sư tôn ta rất tình nguyện giáng lâm, thống trị giới này. Một đám trưởng lão riêng phần mình im lặng, không dám nói lời nào. Dị nhân hồng ba gặp bọn họ không lên tiếng, cười lạnh nói, nguyễn đản. Đem các ngươi đế tử tỉnh lại, để hắn tiếp tục khiêu chiến man di hứa ứng. Nguyên hành trong lòng giật mình, vội vàng nói, Hồng Công Tử, Điện Hạ hắn không phải hứa ứng đối thủ. Dị nhân Hồng Ba cười nói, ta tự nhiên biết hắn không phải là đối thủ của hứa ứng. Nếu là hắn có thể đánh bại hứa ứng, các ngươi liền không cần mời ta tới. Ta là muốn các ngươi đế tử bị hứa ứng đánh bại, sau đó ta lại đánh bại hứa ứng. Hắn cười ha ha, ta muốn để các ngươi thiên tiên giới long tộc nhìn thấy, cứ việc các ngươi từ bị ngạn học được chúng ta đạo pháp cùng công pháp, nhưng các ngươi vẫn như cũ là thấp kém chủng tộc, còn kém rất rất xa bị ngạn thánh tộc. Một đám trưởng lão lòng đầy căm phẫn, cũng không dám động thủ với hắn. Nguyên Hanh nén giận, cười làm lành nói, Hồng Công Tử, có thể hay không đổi một người. Không để cho Điện Hạ xuất thủ, dị nhân Hồng Ba cười lạnh nói, người muốn đổi liền đổi. Sư đệ ta thất huyền chết tại các người thiên tiên giới, đã để sư tôn ta động lôi đình chi nộ, người lại chọc ta không vui, như vậy sư tôn ta liền sẽ tự mình giáng lâm, hướng thiên tiên giới đòi một lời giải thích. Nguyên Hanh còn muốn nói nữa, đột nhiên đế tử Minh Hy thanh âm truyền đến, thiên thừa tướng, không cần phải nói, cô. Cô đi quyết đấu hứa ứng, nguyên hành bọn người trong lòng giật mình, chỉ gặp Minh Hy đế tử từ trong tiểu chư thiên bò người lên, sắc mặt xám xịt, khí tức kém xa trước đây, thần thái cũng rất kiên định, nói cô đã trước mặt người trong thiên hạ đã đáp ứng, muốn đi nghênh chiến hứa ứng, liền sẽ không nuốt lời. Là thắng hay bại, ta đều gánh lấy, dị nhân hồng ba lộ ra vẻ tán thưởng. Cười nói, người con rồng này cũng có chút cốt khí, biết rõ thất bại cũng muốn đi khiêu chiến man di kia cam nguyện chịu nhục ngươi là thái nhất đại đạo quân đệ tử xem ra không có chân truyền nếu không cũng liền không cần ta tới ra tay rất tốt người tu dưỡng mấy ngày sau khi thương thế lành liền khiêu chiến hứa ứng hắn xoay người lại hướng nguyên hanh nói tìm mấy cái lòng nữ tới hầu hạ ta ta thích ra thế trong sạch nguyên hanh xưng phải chỉ cảm thấy biệt khuất vạn phần nhưng vẫn là chuẩn bị đi hứa ứng mang theo minh mạn Màn không minh đi vào Long Đình Đế Đô, nơi này kiến trúc càng lộ vẻ sốc nổi, cao lớn kiến trúc nhọn thẳng nhập mây xanh, tiên cung tiên điện cũng hiện ra dị vực phong tình, kiến trúc ở giữa, nổi trôi động nguyên cùng tiên sơn, có đứng sừng sững, có treo ngược. Hứa ứng thấy vậy một màn, cười nói, những kiến trúc này càng thích hợp dị nhân, mà không phải Long Tộc. Man không minh nói, hứa lão đệ nếu là không chê, không bằng đi nhà ta ở mấy ngày. Minh mạn cười nói, chờ sư phụ ta đánh bại Minh Hy Điện Hạ, Long Tộc cửu thị sư phụ ta, nhà ngươi liền khó giữ được, ngay cả ngươi cũng phải bị cắt ra đầu rút gân rồng. Không bằng đi nhà ta, man không minh dùng mình một cái, cười ha ha nói, tiểu nha đầu, người tại Long Bình Đế đâu có phòng ở. Ngươi rõ ràng là một nhân tộc, minh mạn công chúa dẫn lĩnh hai người hướng đế đô đế cung bay đi, cười nói, đương nhiên. Nhà ta phòng ở là đế đô lớn nhất, đi nhà ta, đánh minh hy điện hạ, nhất định an toàn, ai cũng không dám động tiểu sư phụ. Man không minh nửa tin nửa ngờ, đi theo hai người, đã thấy đế cung càng ngày càng gần, nhưng minh mạn công chúa vẫn là không có dừng lại ý tứ. Ba người cứ như vậy đi vào đế cung trước, minh mạn công chúa hiện ra chân thân, mang theo hai người thông suốt đi vào đế cung, trên đường long tiên thủ vệ căn bản không dám ngăn cản. Man không minh trợn mắt hốc mồm, minh mạn công chúa cười nói, tiểu sư phụ liền ở tại phủ đệ của ta, rồng mọi dợ, người về nhà mình, người một cái man long ở tại nhà ta sẽ bị nói xấu. Man không minh chỉ hướng hứa ứng, cả giận nói hắn vì cái gì có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ minh mạn công chúa cười nói tiểu sư phụ cũng không phải rồng chúng ta không cùng loại không cùng một tộc sẽ không phát sinh chút gì cho nên không có lưu môn phỉ ngữ nói đi có chút trột dạ lườm hứa ứng một chút minh mạn công chúa đem man không minh từ chính mình trong dinh thự oanh ra ngoài lại hóa thành nhân tộc thiếu nữ bộ dáng là hứa ứng thu xếp nghỉ ngơi địa phương sau đó gọi mấy cái long nữ nói đem kakata minh hi hi phục lấy mấy bộ đến cho hứa công tử thay đổi. Chờ một chút, ca ta xe nếu là không cần nói, cũng mượn tới, ta mang theo hứa công tử du lịch phải dùng. Còn có, ca ta hai cái thị cơ, thổi kéo đàn hát đều rất tốt, cũng mượn tới. chương 1209, mấy cái kia long nữ xưng phải, một cái long nữ trêu đùa, công chúa, nếu không đem điện hạ từ hắn trong dinh thự đuổi ra ngoài, để hứa công tử vào ở đi. Minh mạn cười nói cũng không phải không thể, liền phái người nhà đầu này đi cùng anh của ta nói mấy cái kia long nữ giật nảy mình, hoảng hốt vội nói chúng ta cũng không dám nói. Minh mạn đem bọn hắn oanh ra ngoài, hướng hứa ứng nói tiểu sư phụ nghỉ ngơi trước, ta liền ở tại căn phòng cách vách, có việc gọi ta. Những ngày này chạy cực khổ chém giết, có chút mệt mỏi, ta đi trước nghỉ tạm. Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, minh mạn rời đi, hứa ứng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chỉnh lý 36 loại đại đạo. Sau một lúc lâu, song cửa sổ truyền đến đốc đốc mỏ chim âm thanh, Minh Mạn Công Chúa thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhỏ giọng nói tiểu sư phụ ngủ A. À. Hứa ứng nói, còn chưa từng ngủ. Minh Mạn Công Chúa nói, sớm đi ngủ đi, ta ngay tại sát phách ngủ. Ta cửa phòng không có khóa, nếu đang có chuyện, người đi tìm ta là được. Hứa ứng ừ một tiếng, Minh Mạn Công Chúa rời đi. Lại qua nửa ngày, Minh Mạn Công Chúa lại đang bên ngoài mổ xong cửa sổ, nói tiểu sư phụ ngủ A. À. Hứa ứng nói, còn chưa từng ngủ. Minh mạn công chúa cười nói, ta hồi lâu chưa từng về nhà, cảm thấy trong nhà vắng lạnh, luôn cảm thấy trong phòng nháo quỷ. Tiểu sư phụ, ta đến người nơi này ngủ một giấc, có người ở bên người ta liền không sợ. Hứa ứng nói, người tiến đến là được. Minh mạn kéo ra xong cửa sổ, liền muốn từ cửa sổ đứng lên, chỉ gặp hứa ứng giường chiếu không hề động một chút nào, quả nhiên không ngủ. Lòng nữ này mặc mỏng manh áo ngủ, bò vào đến về sau, liền như một làn khói chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một nửa cái đầu cùng mặt, hai tay nắm lấy góc chăn phảng phất sợ quỷ cười ha hả nói tiểu sư phụ người nói trên đời này thật sự có quỷ sao ta nghe trong cung ma ma có quỷ nhưng chưa bao giờ thấy qua hứa ứng nói đương nhiên là có quỷ địa tiên giới cùng nhân gian giới có âm gian coi như tiên nhân sau khi chết cũng sẽ hồn phách bay ra hóa thành quỷ tiến vào âm gian lại vào luân hồi hắn nghĩ nghĩ nói về phần thiên tiên giới theo lý tới nói hẳn là cũng sẽ có âm gian như vậy từ âm gian phải chăng có thể đi vào thiên tiên giới hắn nói đến đây đột nhiên đánh cái giật mình thiên tiên giới cùng địa tiên giới sở dĩ không thông là bởi vì có khu vực chất keo cách trở nếu như có âm gian mà nói như vậy thiên tiên giới âm gian cùng địa tiên giới âm gian liền sẽ vì vậy mà liên hệ mà thiên tiên giới sở dĩ không có âm gian ngay tại ở thiên tiên giới nguyên sinh thiên địa đại đạo bị thúy nham phá hủy bị ngạn thiên địa đại đạo không có âm gian phương diện này đại đạo bởi vậy thiên tiên giới mới không có âm gian nếu như tổ thần tái diễn thiên tiên giới thiên đạo, như vậy thiên tiên giới cũng sẽ bởi vậy có âm gian, tam giới vãng lai, liền sẽ bởi vậy liên hệ. Hắn suy nghĩ xuất thần, tam giới liên hệ, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Sẽ hay không đối với địa tiên giới nhân gian giới tạo thành đả kích chí mạng? Nhân gian giới có hay không còn có thể tại thiên tiên giới cùng bị ngạn xâm lấn dưới, chỉ lo thân mình, vì nhân tộc yêu tộc giữ lại lực lượng cuối cùng. Uy, uy, trong chăn minh mạn công chúa đem hắn từ suy tư bên trong tỉnh lại cười nói tiểu sư phụ không sợ quỷ sao nếu không cùng một chỗ nằm chết dí trong chăn đến hai người chen một chút liền không sợ hứa ứng cười ha ha lắc đầu nói vi sư sẽ sợ quỷ vi sư cùng âm gian ngũ cự đầu đều là quá mệnh giao tình ta đem áo ngủ đạp mất rồi minh mạn công chúa mặt mày ẩn tình đầu ngón chân chọn áo ngủ từ trong chăn vươn ra hứa ứng huyết khí phương cương chỗ nào có thể thấy cái này lúc này minh hy đế tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến nói hứa huynh minh hy cầu kiến mạn nhi muội người muốn quần áo cùng bảo liễn ta đều mang đến minh mạn công chúa giật nảy mình cuống quyết đem trên ngón chân áo ngủ túm về trong chăn lung tung mặc vào hứa ứng khuấy động khí huyết cũng bình tĩnh trở lại đấm ra một quyền đem vách tường đánh xuyên một cái động lớn để minh mạn nhanh lên chạy về gian phòng của mình hắn lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài cười nói điện hạ vậy mà tự mình đưa tới khiến cho ta thụ sủng nhược kinh minh hy đế tử ánh mắt rơi vào trên người hắn thần thái phức tạp thở dài nói muội muội ta còn ở trong phòng mặc quần áo chúng ta liền ra ngoài đi một chút hứa ứng sắc mặt đỏ lên giải thích ta cùng lệnh muội cũng không phát sinh cái gì ta từ đầu đến cuối rất quân tử minh hy đế tử nói ngươi cho dù không quân tử cũng không có cái gì muội muội ta nếu là thích ngươi ta sẽ không can thiệp hứa ứng ngươi cực kỳ xuất chúng mặc dù chủng tộc thấp nhưng toàn bộ thiên tiên giới tất cả long tộc tuấn kiệt có thể vượt qua ngươi lác đác không có mấy. Nàng bị ngươi hấp dẫn, là đương nhiên, hứa ứng thở vào một cái, cười nói, đế tử lần này đến, cùng lần trước gặp nhau hình như có khác biệt. Minh Hy đế tử cười nói, ta phụ bị thương, muốn tu dưỡng mấy ngày mới có thể cùng ngươi phân cao thấp. Ta liền đang nghĩ, dù sao còn có mấy ngày mới có thể giao thủ, nào như vậy không nhân mấy ngày này, cùng hứa đạo hữu kết giao bằng hữu. Hứa ứng kinh ngạc, trên dưới giò xét hắn, phát hiện vết thương trên người hắn rất là quen thuộc, hẳn là bị Thánh Tôn đánh qua. Kỳ quái, Thánh Tôn không phải tại dưỡng thương sao, làm sao lại đánh hắn một trận, trong lòng của hắn có chút không hiểu, chẳng lẽ Minh Hy cho là, ta sẽ đem phá giải Thánh Tôn đạo Pháp ảo diệu nói cho hắn biết. Hai người sánh vai mà đi, thưởng thức đế cung này bên trong dị vực phong quang. Trong bất chi bất giác bọn hắn đi vào một mảnh hồ nước trước, Minh Hy đế tử đánh vỡ trầm mặc nói, lần trước chúng ta tại Kim Khuyết Thành luận đạo, người nói hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, ta không dám gật bừa, tiên thiên chi đạo, truyền thừa có thứ tự, biến hóa mà theo. Động tĩnh vô đoan, âm dương vô thủy, tạo hóa lập. Hứa ứng nói, đây là tạo hóa huyền công bên trong nội dung. Minh Hy đế tử nói, thái cực, vô cực, âm dương, tạo hóa, ngũ hành, cửu cung, đến mặt khác ba nghìn tiên thiên đại đạo, tìm nó biến hóa chi diệu, hết thảy đều có thể đưa về thái nhất. Đây mới là thái nhất đại đạo quân đạo Pháp tinh ví Hứa ứng tâm thần đại chấn, nói, dùng cái gì nhận ra tiên thiên đại đạo biến hóa chi diệu mà về thái nhất. Minh Hy đế tử nói, đây là thái nhất đại đạo quân bí mật bất truyền. Ta tại môn hạ hắn cầu học mấy năm, môn hạ hắn đệ tử có nhiều phòng bị ta, nhưng ta vẫn là trong lúc vô tình từ một vị sư huynh nơi đó, đạt được một câu chân truyền. Hắn lấy bỉ ngạn đạo ngữ, không nhanh không chậm nói, đạo quân viết, nguyên khí tại miếu mãng bên trong, u minh bên ngoài, sinh hồ trống rỗng. Trong lỗ trống, sinh hồ thái vô. Thái vô biến mà tam khí minh chỗ nào? Tam khí hỗn độn, sinh hồ thái hư mà lập động, bởi vì động mà lập vô, bởi vì vô mà sinh ra, bởi vì hữu mà lập không. Không vô chi hóa, hư sinh tự nhiên, thượng khí viết thủy, trung khí viết nguyên, hạ khí viết huyền. Huyền khí sở sinh ra hồ không, nguyên khí sở sinh ra hồ động, thủy khí sở sinh ra hồ vô. Cho nên nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam giả hóa sinh cứ thế cửu huyền, từ chín phản một, chính là nhập đạo chân. Nói đến đây Minh nghi Đế Tử nói câu này chân truyền, dấu diếm thái nhất đại đạo quân bí mật bất truyền, là hợp đạo cơ sở. Hứa ứng sắc mặt ngưng trọng, Minh Hy Đế Tử câu này chân truyền thực sự quý giá không gì sánh được, hướng hắn chỉ ra như thế nào dung hội các loại đại đạo ảo diệu. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nội tâm do dự dẫy dụa, sau một lúc lâu, rốt cuộc làm ra quyết định. Ngươi là bị thánh tôn nguyên dục đả thương, bởi vậy phải dùng những lời này đến đổi phá giải thánh tôn đạo Pháp Pháp môn A. Hứa ứng cười lạnh nói, Người cứ như vậy xem thường ta, cho là ta lại bán đứng hắn. Ta hứa ứng đường đường tám thước nam nhi, tốt thôi, ta cho người biết thánh tôn công pháp sơ hở là được. chương 1210, vô lậu kim thân, đại náo thiên cung. Đế tử Minh Hy một câu kia chân truyền, là thái nhất đại đạo mấu chốt. Chỉ một câu này thôi, liền có thể lĩnh ngộ thái nhất âm dương thái cực ngũ hành cửu cung các loại đại đạo vận chuyển biến hóa chi diệu, làm đến nhất thống. Nguyên khí tại miếu mãng bên trong, u minh bên ngoài, sinh hồ trống rỗng, trong đó trống rỗng là chỉ động nguyên khởi nguyên. Mà thủy, nguyên, huyền ba khí, tại địa tiên giới thúy nham bên trên cùng thiên tiên giới trong biển tịch, chỉ có thể nhìn thấy nguyên khí, thủy khí cùng huyền khí, chưa bao giờ có ghi chép. Huyền khí sinh tại hư không, nguyên khí sinh tại động nguyên, thủy khí sinh tại vô. Ba cái biến hóa, diễn sinh, từ đó có thể hóa vạn đạo, xưng là cửu huyền, cửu huyền quy nhất, chính là thái nhất. Giảng thuật ba khí đầu nguồn, đi biến hóa chi diệu, mới là chân truyền. Hứa ứng tử minh mạn công chúa nơi đó học được quá nhiều pháp môn tu luyện, đã tu thành 36 loại đại đạo, nhưng những đạo pháp này quá nhiều, đem hắn tinh lực đều tiêu hao đi vào. Hắn tu luyện đại đạo càng nhiều, khoảng cách trí tôn cảnh liền càng xa. Mà thái nhất đại đạo một câu chân truyền, liền có thể để hắn đem mặt khác các loại đại đạo hội tụ ở thái nhất, hóa phức tạp thành đơn giản, mà thực lực tu vi không những sẽ không rơi xuống, ngược lại sẽ không nhỏ tăng lên hắn nếu là có thể đem một câu nói kia tìm hiểu thấu đáo trí tôn cảnh liền gần trong gan tấc minh hy đế tử cho nhiều lắm không dung hứa ứng không bán đi thánh tôn nguyên dục đương nhiên đối với thánh tôn hứa ứng trong lòng vẫn là có như vậy một chút áy náy nhưng câu này chân truyền thực sự quá chân quý không bán đi thánh tôn trong lòng của hắn áy náy lớn hơn minh hy đế tử lắc đầu nói ta lần này đến là vì lẫn nhau giao lưu cũng không phải là muốn bộ lấy tiểu man di công pháp sơ hở ta còn không đến mức bị ổi như thế hắn ngôn ngữ vẫn như cố kiêu ngạo, không có chút nào bởi vì thua ở thánh tôn chi thủ mà nhược trí, nói ta vẫn là đạo cảnh thất trọng, mà hắn đã là đạo cảnh bát trọng. Ta chứng đạo bát trọng lúc, tự sẽ tìm hắn lại đọ sức một phen, thắng bại cũng còn chưa biết. Hứa ứng cực kỳ kinh ngạc, nghiêm nghị nói là ta khinh thường ngươi, hướng ngươi bồi tội. Nói đi, xá dài tới đất, Minh Hy đế tử gặp hắn làm được là địa tiên giới lê tiết, có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào hoàn lễ, thế là cũng học theo, xá giải tới đất nói nhanh đừng như vậy ta có khác tư tâm khó mà nói ra miệng mà thôi hứa ứng được hắn chỗ tốt chỉ cảm thấy có chút băn khoăn nói ngươi truyền ta câu này chân truyền lúc giao thủ ngươi liền thua càng thêm dứt khoát không bằng dạng này mấy ngày nay ngươi ta nhiều giao lưu tương lai ta đánh bại ngươi lúc liền không cần tội lỗi minh hy đế tử trầm mặc thật lâu nói hứa đạo hữu tại địa tiên giới cũng là nói như vậy sao ta cảm thấy thực lực của ngươi là thật cường hoành nếu là không mạnh, sớm đã bởi vì nói ra như vậy chu tâm nói mà bị người đánh chết. Minh mạn công chúa thay xong y phục, hào hứng chạy tới, đã thấy hứa ứng cùng mình ca ca Minh Hy tại lĩnh giáo đạo Pháp thần thông, chỉ là Minh Hy hơn phân nửa thời gian đều đang nghe hứa ứng nói, liên tục gật đầu, ngẫu nhiên mới có thể chỉ điểm hứa ứng một đôi lời. Hai người thảo luận là các loại đại đạo Pháp môn, có nhiều lời bàn cao kiến, Minh mạn công chúa nguyên bản cất tâm tư khác, thay đổi thân trên thấp ngực hạ thân xẻ tại y phục, nhưng đến sau này lại phát hiện chính mình căn bản chen miệng vào không lọt nàng muốn hấp dẫn chú ý của hai người nhưng mà học thức bên trên hay là kém xa hứa ứng cùng minh hy chỉ có nghe giảng phần nàng phát hiện chính mình đối với hứa ứng lực hấp dẫn còn không bằng ca ca của mình ném ra một vấn đề cũng may nàng rất nhanh nghe đến mê mẩn ngẫu nhiên có không hiểu chỗ liền chủ động mở miệng hỏi vô luận hứa ứng hay là minh hy đều sẽ hợp thời dừng lại hướng nàng giảng giải ba người bọn họ đều gặp phải khác biệt đại đạo như thế nào nhất thống vấn đề, chỉ là ba người cụ thể tu luyện đường đi khác biệt. Minh Hy đế tử tu luyện là bỉ ngạn đạo lý, Minh Mạn công chúa tu luyện Long Văn, hứa ứng nhất hỗn tạp, đạo văn phù văn kiêm tu, cũng tu hành bỉ ngạn đạo lý, Long Văn cũng có chỗ đọc lướt qua. Bất quá, đại đạo tương thông, ba người lần này nghiên cứu và thảo luận, giải khai cái này đến cái khác nan đề. Minh Hy đế tử có chút kinh ngạc, lúc trước hắn cùng muội muội này cái gì cũng không luyện được, là lừng lẫy nổi danh phế Long, nhưng lần này thế mà có thể nghe hiểu bọn hắn luận đạo, giống như là đột nhiên khai khiếu đồng dạng, thiên phú kinh người. Nàng thậm chí còn có thể một câu nói ra mấu chốt vị trí, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Hắn cùng minh mạn là một bào xuất gia, hai người một thiên tài một cái phế long, từ đây nhân sinh mỗi người đi một ngả. Minh hy đế tử vạn chúng chú mục, minh mạn thì khắp nơi bị ghét bỏ, từ bỉ ngạn học cung bị đầy đi đến biên thùy càn nguyên học cung. Minh mạn tiến cảnh, thực sự quá nhanh, Minh Hy đế tử càng xem càng là kinh hãi, lặng lẽ nói, mạn nhi muội muội còn nhớ rõ thường xuyên khi dễ người Minh Trinh sao. Hắn từ bị ngạn học cung trở về, Minh Mạn công chúa nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy, cười nói ta đi tìm hắn tính sổ sách. Minh Hy đế tử đưa mắt nhìn muội muội đi xa, cười lạnh nói, nữ tử sẽ chỉ chậm trễ chúng ta tu hành. Hứa ứng nghi ngờ nói, Minh Trinh là chuyện gì xảy ra. Minh Hy đế tử nói, phụ thân ta có rất nhiều tần phi, ta cùng mạn nhi muội muội là đồng bào, mà Minh Trinh thì là nguyên phi nhi tử. Cha ta có hơn ba ngàn đứa con gái, ta là những con cái này bên trong xuất sắc nhất cái kia, mạn muội là phế vật nhất cái kia. Khi còn bé, nàng không ít bị huynh đệ tỉ muội nắm lên da đầu, uy hiếp nàng muốn cắt mất da đầu của nàng. Minh Trinh là khi dễ nàng, khi dễ đến tương đối hung ác một cái. Hứa ứng ngạc nhiên, khó trách Minh Mạn công chúa luôn luôn đối với da đầu có lớn như vậy chấp niệm. Bất quá minh đạo đế sinh hơn ba ngàn đứa con gái, không khỏi cũng quá là nhiều chút. Hai người tiếp tục nghiên cứu, minh mạn công chúa đi vào nguyên phi cung điện, gọi ra đế tử Minh Trinh, nói, ngươi khi còn bé luôn luôn khi dễ ta, bây giờ ta học thành trở về, ngươi cho ta nói lời xin lỗi ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đế tử Minh Trinh vội vàng sửa sang lại vạt áo, thần thái thành khẩn, hướng nàng khom người nói, mạn nguội, năm đó là ta sai rồi, không nên khi dễ ngươi. Minh mạn công chúa kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tâm tính tốt như vậy, xem ra tại bỉ ngạn học công tiến bộ không ít. nàng mặc dù thất vọng, nhưng cũng không so đo những này, tùy tiện nói, ngươi nếu nói xin lỗi, như vậy ngươi lúc trước mang theo ra đầu của ta hù dọa ta sự tình, ta liền không truy cứu. đế tử minh trinh thẳng lên thân eo, nói, đa tạ mạn muội. minh mạn công chúa quay người rời đi, lúc này chỉ nghe phía sau truyền đến đế tử minh trinh tiếng cười khẽ tiểu phế vật. minh mạn công chúa mắt lộ ra hung quang, xoay người lại, điều vận huyền công nhanh chân hướng Minh Trinh đi đến. Đế tử Minh Trinh trên mặt dáng tươi cười, cười nói, lúc trước khi dễ ngươi, xóa bỏ, hiện tại từ đầu tới qua. Tiểu phế vật đến tột cùng hay là tiểu phế vật, cái gì học thành trở về? Chẳng lẽ là bị càn nguyên học cung đuổi trở về? Minh mạn công chúa thôi động thiên võ chứng đạo, một chiêu long chiến vu giã, chỉ một thoáng quanh thân khí huyết hóa thành vạn long lao nhanh gào thét, hướng hắn phóng đi. Đế tử Minh Trinh quát, đến hay lắm, lúc trước là nhìn ca ca ngươi mặt mũi, hiện tại ca ca ngươi ngay cả địa tiên giới tiểu man di đều đánh không lại, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi tiểu nha đầu này. Hắn thôi động công pháp, điều vận thần thông, nghênh tiếp minh mạn công chúa. Oanh, đế tử minh trinh thần thông chia năm xẻ bảy bị minh mạn một quyền này chỗ oanh ra vạn long chi khí đánh vào ngực, trong miệng thổ huyết bay ra về phía sau, đâm vào trên thành cung. Hắn thấp thỏm lo âu, giấy dụa đứng dậy, chợt thấy ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, nguyên thần bị hao tổn, đạo cảnh cũng bị một quyền này đánh xuyên, đúng là bị trọng thương. Minh mạn công chúa đi lên phía trước, nắm lên da đầu của hắn đem hắn nhấc lên, quát lúc trước người khi dễ ta, hôm nay đến phiên ta khi dễ trở về. Trước cắt ngươi ra đầu, nàng còn chưa nói xong, chợt thấy một bên thần thông ba động đánh tới, vội vàng thôi động vô lậu kim thân, đem công kích ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Thần thông kia uy lực cương mãnh, đưa nàng đánh cho hướng khác một bên đi vòng quanh. Minh mạn ổn định thân hình, đã thấy là Minh Trinh tỉ tỉ Minh Nguyệt mang theo mấy cái tỉ muội đi vào bên ngoài phủ, đầy mặt xương lạnh nhìn xem nàng, hướng Minh Trinh bước nhanh tới. Đến hay lắm, Minh Nguyệt, Minh Hân, mấy người các ngươi năm đó cũng không ít khi dễ ta, hôm nay đem sổ sách cùng tính một lượt. Chương 1211, Minh Mạn hưng phấn đến sông lên phía trước, Minh Nguyệt, Minh Hân bọn người vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, phế vật nha đầu, còn không biết ca ca ngươi đã thất thế, dám can đảm ở trước mặt chúng ta làm càn hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi mấy cái nữ tử tiến lên đem minh mạn vây khốn ở trung ương nhao nhao xuất thủ bất quá ba năm cái hội hợp minh nguyệt một ngụm răng mất rồi nửa ngụm thân thể mềm mại xoay tròn lấy bay ra nện ở vài dặm bên ngoài mở minh mạn cứng tay cứng chân xâm nhập minh hân công chúa đạo cảnh liên tục đánh xuyên qua ngũ trọng đạo cảnh cùng nàng thiếp thân gần đánh hai chiêu ở giữa đưa nàng đánh vào lòng đất quay người hướng mặt khác hai vị công chúa đánh tới anh, một vị khác Minh Thu công chúa đầu bị nện vào cung trong tường, thân thể lộ ở bên ngoài, âm thanh kêu lên, gọi người, mau gọi người. Trong lúc nhất thời, trong đế cung hỗn loạn tương bừng, rất nhiều thị vệ xông ra, đã thấy động thủ là công chúa cùng đế tử, từng cái kinh ngạc, không dám lên trước. Cái kia Minh Thu, Minh Hân, Minh Nguyệt ở trong cung lại có tỷ muội hảo hiếu, tỉ muội hảo hiếu lại có đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ, giờ phút này nghe vậy nhao nhao xuất động, hướng bên này chạy tới. Minh mạn công chúa một mực là đế tử công chúa bên trong gặp cảnh khốn cùng, nhìn thấy những huynh đệ tỉ muội này chạy tới, cũng là giết đỏ cả mắt, kề sát đất long hành, thân pháp biến hóa khó lường, đem viễn tổ huyết mạch ý thức chiến đấu kích phát, tránh đi từng đạo thần thông, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm liền tiến ra đón. Thực sự tránh không khỏi thần thông, nàng lợi dụng nhục thân tiếp nhận, từng đạo thần thông đưa nàng đánh cho khắp cả người kim quang, để nàng tu vi càng ngày càng mạnh. Minh mạn công chúa giết vào đế tử công chúa trong đám người, động tác mau lẹ, đưa tay ở giữa đem một vị đế tử đánh cho miệng phun máu tươi, lăn lông lốc đập ngã ba, bốn người. Lập tức một chỉ điểm ra, tại một vị công chúa ngực phá vỡ một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Nàng thấp người quét ngang, đem một vị điện hạ hai chân quét gấy, phi thân lên, đầu gối đâm vào một vị khác công chúa trên khuôn mặt, đem nó ngũ quan đâm đến lõm xuống dưới. Minh mạn giết đến cao hứng, song trưởng sâu tai, hung hăng đập vào minh tú công chúa hai tai bên trên, đánh cho vị công chúa này tai mắt mũi miệng cùng một chỗ đổ máu. Trong đám người, Minh Hiên đế tử hô một tiếng bay lên, treo ở cao tới trăm trượng đăng tiên lâu trên mái hiên. Minh Nặc đế tử bị chặn ngang đá trúng bụng dưới, bay ngược mà đi, bành 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 đụng xuyên ba chắn thành cung. Minh Mạn công chúa tại đế cung từng cái ngõ nhỏ cùng trong cung điện xuyên thẳng qua, bay tới bay lui, bỗng nhiên rơi xuống đất, bỗng nhiên vọt lên, đem từng cái huynh đệ tỉ muội đánh bay. Nàng khi thì hóa thành chân long, dán cung điện lao vùn vụt, bồn tập đối thủ, thần long bãi vĩ quét bay địch nhân, khi thì hóa thành long nữ, đại khai đại hợp, đem huynh đệ tỉ muội bổ đến rồng ngửa ngựa lật. Trong đế cung, từng tòa tràn ngập dị vực phong tình tiên cung tiên điện đột nhiên bị cái này đến cái khác bay ngược mà đến đế tử công chúa nện đến trải rộng vết rách, trầm muộn vật nặng tiếng và đập bên tai không dứt. Nguyên phi nương nương nhìn thấy con cái của mình ăn thiệt thòi, bị minh mạn công chúa đánh, trong cung thị vệ lại không dám động đậy, không khỏi giận tím mặt, lúc này xông lên phía trước, điều vận thần thông liên tiếp oanh trên người minh mạn đã thấy long tộc thiếu nữ kia chỉ là thân thể hơi rung nhẹ cũng không thụ thương tiếp tục cùng với những cái khác đế tử công chúa chém giết nguyên phi nương nương giết tới trước mặt hai người đạo cảnh va chạm nguyên phi nương nương mượn dùng tu vi thâm hậu chấn áp nàng lại bị minh mạn hướng về sau va chạm va vào trên người khí huyết lưu động một chút lập tức liền bị minh mạn sau khuỷu tay xử trong lòng trên tổ đau đến cơ hồ nín thở minh mạn đụng khuỷu tay đằng sau thuận thế đưa tay hướng về sau chộp tới bắt lấy nguyên phi nương nương tóc dùng sức vung lên hướng về phía trước quẳng xuống đem nguyên phi hung hăng ném xuống đất thiếu nữ này giết đến cao hứng cũng mặc kệ là ai huy quyền như gió vài quyền nện ở nguyên phi nương nương trên khuôn mặt chỉ nghe bành bành trầm đục truyền đến nguyên phi nương nương đầu tính cả nửa người trên đều bị nện xuống lòng đất chỉ còn lại có hai cái chân vảnh lên ở bên ngoài thỉnh thoảng run run một chút nơi xa minh đạo đế mặt trầm như nước nhìn xa xa một màn này từ đầu đến cuối không có lên tiếng thỉnh thoảng có thị vệ chạy tới, một gối chạm đất hướng hắn xin chỉ thị, còn chưa tới kịp nói chuyện liền bị hắn phất tay ra hiệu lui ra. Đế cung thị vệ cũng không biết ý nghĩ của hắn, đành phải truyền lệnh xuống không được nhúng tay đế tử công chúa ở giữa tranh đấu. Lại qua một lát, mấy vị bị đánh đến sưng mặt sưng mũi nương nương nhao nhao dẫn theo váy phi thân đến đây, khóc kể lể bệ hạ muốn vì thần thiếp làm chủ hoa. Minh đạo đế sắc mặt trầm xuống, tiểu hài tử chơi đùa, các ngươi xen tay vào. Phải bị đánh, xuống dưới, những nương nương kia không dám nói lời nào, nhao nhao lui ra. Truyền lệnh xuống, đế tử công chúa ở giữa chơi đùa, trưởng giả không được nhúng tay. Minh đạo đế phân phó nói, thanh âm hắn khinh đạm, lại truyền khắp đế cung, trong đế cung có nhiều cao thủ, nghe vậy không khỏi nghiêm nghị, không dám động thủ. Bành, đế tử Minh dụ khoa tay múa chân bay tới, nện sau lưng Minh đạo đế trên cung điện, tay chân vô lực, mềm nhũn trượt xuống, phù phù một tiếng thua ở trên mặt đất. Lại có kim hoa nương nương kêu thảm một tiếng, bị đánh đến đầu heo một dạng bay ngược tới, nện ở minh đạo đế trước người. Bệ hạ, kim hoa nương nương ngửa đầu, kêu một tiếng, cổ nghiêng một cái ngất đi. Minh đạo đế vẫn như cũ mặt trầm như nước, không nói gì. Minh mạn công chúa trong trạch viện, hứa ứng cùng minh hy đế tử không để ý đến chuyện bên ngoài, vẫn giao lưu lẫn nhau đối với đạo pháp kiến giải. Nói đến cao hứng lúc, chỉ gặp có công chúa từ bên ngoài bay tới, đầu đụng xuyên núi giả, cắm đến bên cạnh trong hồ nước, hai người vẫn như cũ làm như không thấy, còn tại cao hứng bừng bừng luận đạo. Đông, một vị đế tử đầu nện xuyên bọn hắn chỗ đình nghỉ mát, nửa người treo xuống tới, hai tay cúi, vô lực rủ xuống. Hứa ứng cùng minh hy đế tử lúc này mới bị bừng tỉnh, riêng phần mình đứng dậy, chỉ nghe bên ngoài tiếng long ngâm không dứt càng ngày càng réo rắt, minh hy đế tử lộ ra sắc mặt khác thường, thất thanh nói, xá muội tiến bộ đúng là nhanh như vậy. Hứa ứng cười nói, nàng theo ta tu hành, nếu là tiến bộ không nhanh, chẳng phải là ném đi ta mặt mũi. Minh Hy đế tử thật sâu liếc hắn một cái, hai người cùng nhau đi ra ngoài, dự định mở mang kiến thức một chút minh mạn công chúa Uy Phong. Bọn hắn vừa mới đi đến bên ngoài, liền nghe được tiếng xé gió vù vù rung động, từng vị công chúa đế tử bị đánh đến mạn thiên phi vũ, tiếng xé gió rất là bén nhọn. Mà tại bốn phía, khắp nơi đều là bị đánh xuyên cung đình môn tường, từng cái đế tử công chúa thiên hình vạn trạng, có bị khảm nạm tại trong vách tường, có bị treo ở trên đầu tường, có người dập đầu cành, có đầu cắm nhập khắp mặt đất. Bọn hắn bị thương cũng không giống nhau, có thần thông, có võ đạo, cũng có long tộc lợi chảo cái đuôi loại hình tạo thành thương, hiển nhiên hứa ứng dậy rất hỗn tạp. Tình hình như thế, cho dù hứa ứng cũng khó tránh khỏi đắc ý, cười nói, những ngày này, ta vun trồng đến lại là không tệ. Minh Nghi lại sâu sắc nước hắn một cái, thầm nghĩ, người này có thể đem mạn muội từ rốt đặc cán mai, bồi dưỡng thành dạng này một cái hung tàn cao thủ, quả thực cao minh. Chỉ là, địa tiên giới truyền thừa, thật có thể thắng qua bỉ ngạn truyền thừa sao? hắn vừa mới cùng hứa ứng luận đạo giao lưu, mặc dù không có tổn lấy tương đối địa tiên giới cùng bị ngạn đạo pháp yêu khuyết chi tâm, nhưng cũng phát giác ra được đạo văn, long văn cơ cấu, hay là so bị ngạn lý cơ cấu phải kém hơn rất nhiều. Loại tranh lệch này không bù đắp nói, hứa ứng coi như tại khiêu chiến bên trong, chiến thắng hắn, chiến thắng bị ngạn công tử Hồng Ba, cũng không thể nói minh đạo văn, long văn cơ cấu liền càng thêm cao minh. Đó chỉ có thể nói, hứa ứng càng cao minh hơn mà thôi. Đúng lúc này, Hứa Ứng phát giác được một đôi ánh mắt rơi vào trên người mình, nặng nề vô cùng, vậy mà để hắn sinh ra so đối mặt cựu đế Minh Tuân còn nguy hiểm hơn còn kinh khủng hơn cảm giác. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lần theo ánh mắt nhìn, thấy được một vị cử thế vô song tuổi trẻ đại đế, sừng sững tại trước một tòa cung điện. Minh đạo đế, Hứa công tử, bệ hạ Triệu Kiến, một vị thị vệ vội vàng đi tới, hướng Hứa Ứng nói. "Chương 1212, người đến người nào?" "Hứa đạo tổ vậy?" hứa ứng trong lòng máy động, nhìn về phía vị kia long tộc đại đế. Bất hủ cảnh tồn tại, cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, lúc trước, hắn mượn đại long thân thể cùng minh đạo đế ở chung, không có chút nào cảm giác được áp lực, nhưng là mình chân thân đến đây, xa xa liền có thể cảm nhận được vậy đến từ bất hủ đại đạo uy áp. Minh Hy đế tử trầm giọng nói, hứa đạo hiếu, ta theo ngươi cùng một chỗ tiến đến gặp bệ hạ. Hứa ứng lắc đầu nói, ta cũng sớm có tiếp minh đạo đế quyết tâm, không cần ngươi đi theo. Xin dừng bước, hắn đi theo thị vệ kia hướng minh đạo đế đi đến minh hy đế tử đành phải đưa mắt nhìn hắn hứa ứng không biết những người khác cảm thụ như thế nào nhưng là hắn càng là tiếp cận minh đạo đế cô áp lực này liền càng cường đại áp bách lấy nhục thể của hắn nguyên thần thần thức đại đạo động nguyên để trong cơ thể hắn hoạt bát bát đại đạo trở nên yên lặng cô áp lực này sau so cựu đế minh tuân cảm giác áp bách còn mạnh hơn hứa ứng đã so bắt đầu thấy cựu đế minh tuân lúc cường đại hơn nhiều nhưng là đối mặt minh đạo đế vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng đối phương khí thế. Hứa ứng thần thái tự nhiên, đi vào minh đạo đế trước mặt, không người chào, vẫn như cũ là địa tiên giới lê tiết. Lúc này, thiên thừa tướng Nguyên Hanh, Nguyên bất quy mấy người cũng đi tới, Nguyên Hanh nói, hứa ứng, đi vào trước mặt bệ hạ, người lại dùng địa tiên giới lê tiết, có thể nói vô lễ. Hứa ứng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, thiên thừa tướng cứ gì nói ra lời ấy. Ta địa tiên giới lễ tiết nguyên bản chính là Long Đình thời đại lưu truyền xuống lê tiết, ta dùng long đình thời đại lễ tiết tiếp kiến bệ hạ, đâu chỉ trang trọng cùng tôn kính. Nếu như ta dùng bỉ ngạn lễ tiết, như vậy ta đến tiếp kiến chính là bỉ ngạn dị nhân long đế sao? Nguyên hành khí thế chỉ trệ, nói, hứa ứng, người quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Ta thiên tiên giới phồn thịnh hưng vượng, so long đình thời đại càng cường đại hơn, cũng là bởi vì cải phong dịch tục, cải tiến dễ phục, chúng ta học tập bỉ ngạn đạo pháp, học tập bỉ ngạn văn hóa, đóng bỉ ngạn kiến trúc, mặc bỉ ngạn y phục, nói bỉ ngạn ngôn ngữ, đi bỉ ngạn lễ tiết. Bởi vậy chúng ta cường đại hưng thịnh, càng hơn trước kia. Người dùng man hoang thời đại lễ tiết bái kiến bệ hạ, chính là có vũ nhục bệ hạ hiềm nghi. Hứa ứng cười ha ha nói, thiên thừa tướng kiến thức vì sao như vậy nông cạn. Hẳn là, bị ta làm hỏng đầu óc, nguyên hành thức giận, minh đạo đế nói, chỉ giáo cho. Hứa ứng nói, bệ hạ, bị ngạn mạnh, là cường đại tại trên đạo pháp thần thông, hay là cường đại tại trang phục bên trên trên kiến trúc, hoặc là cường đại tại trên ngôn ngữ, phong tục bên trên. Bị ngạn nếu là cường đại tại trên đạo Pháp thần thông, vậy liền học đối phương đạo Pháp thần thông. Nếu là bỏ qua cái này bản chất, ngược lại đi toàn bộ học tập đối phương ngôn ngữ phong tục, thậm chí liền đối phương trang phục kiến trúc hết thảy đều học, như vậy long tộc đến cùng là long tộc, hay là dị nhân. Nguyên bất quy cười ha ha, man di chính là man di. Bị ngạn cường đại, cố nhiên là đạo Pháp thần thông cường đại, nhưng nó kiến trúc, phục sức, ngôn ngữ, phong tục, lễ tiết chẳng lẽ liền không mạnh sao hứa ứng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bị ngạn lâu vũ đắp lên cao hơn, nhưng là tại thô kịch, có mất mỹ cảm, sao không học lên luyện khí chi pháp, đóng long tộc đình đài lâu tạ, cũng có thể xây cao như vậy, lại có thể bảo vệ toàn long tộc vẻ đẹp. Bị ngạn phục sức ngắn gọn, long tộc phục sức cũng có thể làm đến ngắn gọn, hình dáng trang sức càng thêm mỹ quan. Bị ngạn ngôn ngữ phức tạp, bao hàm đạo nghĩa, long ngữ cũng có thể hấp thu đạo nghĩa không cần vứt bỏ tiếng nói của chính mình toàn diện học tập đối phương ngôn ngữ về phần phong tục lễ tiết, cùng cường đại có liên can gì. Nguyên bất quy cười lạnh nói, bị ngạn phong tục lễ tiết, chính là so với long tộc truyền thống phong tục lễ tiết càng có nội hàm, càng có hương vị, người cưỡng từ đoạt lý. Hứa ứng nói, người đã không phải là long tộc, mà là hất lên long tộc vỏ ngoài dị nhân, có tư cách gì nói ta cưỡng từ đoạt lý. Nguyên bất quy cả giận nói, người cũng không phải ta long tộc. Hứa ứng sắc mặt nghiêm nghị, ta chính là truyền nhân của rồng. Long đình thời đại mặc dù hủy diệt, nhưng ta nhân tộc kế thừa long tộc di trí gian khổ khi lập nghiệp mới có thành tựu ngày hôm nay long đình ngọc tiến lên trước một bước nói man di chúng ta không tính toán với ngươi những lễ nghi phiền phức này chúng ta chỉ nói đạo pháp thần thông bỉ ngạn đạo pháp thần thông chính là cường đại đối mặt cường đại như thế bỉ ngạn chỉ có toàn diện táng hóa con đường này có thể đi không biết ngươi có gì cao kiến hứa ứng mỉm cười nói ta khi còn nhỏ đánh không lại tiểu man di thánh tôn chỉ cảm thấy thánh tôn vô cùng cường đại để cho ta ngưỡng mộ núi cao vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng hắn chờ đến ta trưởng thành lại nhìn tiểu man di thánh tôn đột nhiên cảm giác được ta có thể cùng kia sánh vai cùng vậy cớ gì bởi vì ta vẫn sinh trưởng thân thể cường tráng thân ta ta còn tại học tập đạo pháp lấy tráng ta não như vậy ta toàn bộ thánh tôn hóa sao không có ánh mắt của hắn từ long đình ngọc đám người trên mặt đảo qua nói ta chính là bởi vì không có toàn diện học tập thánh tôn mới không có trở thành tiểu thánh tôn, mà là trở thành hứa đạo tổ. Thiên tiên giới toàn diện táng hóa, bất quá chỉ là trở thành tiểu bỉ ngạn mà thôi, còn không phải chân chính bỉ ngạn. Địa tiên giới chưa từng toàn diện táng hóa, nghe nó lý, học đạo, lĩnh ngộ nó thần thông, từng bước tiến thủ, tương lai tất có thể cùng bỉ ngạn sánh vai cùng. Mạnh tam thông tiến lên trước một bước, diễu cợt nói, người nói sánh vai cùng liền có thể sánh vai cùng. Địa tiên giới đạo Pháp, chỉ bất quá nhạt long tộc chi nha tuệ, tại Long Đình bị hủy diệt đằng sau, trở về từ cõi chết may mắn tồn tại đến nay, không có thành tích. Các người có tài đức gì, tự xưng là có thể cùng bị ngạn đặt song song. Hứa ưng ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nói, hiện tại không thành, tương lai chẳng lẽ liền hay sao? Có chi át làm nên, nếu như ngay cả chí hướng đều không có, đơn giản là không có hồn linh cái xác không hồn mà thôi, cùng các hạ có gì khác biệt. Mạnh tam thông giận tím mặt, muốn phát tác, nhưng ở trước mặt minh đạo đế không dám phát tác. Nguyên Hanh nói, hứa ứng, người nói nhăng nói cuội nói nhiều như vậy, đơn giản là giảo biện mà thôi. Nói tới nói lui, địa tiên giới đạo Pháp hay là không bằng bỉ ngạn đạo Pháp. Chỉ này một chút, liền đủ để nắp hòm kết luận. Hứa ứng nhịn không được cười lên, nói thiên thừa tướng, vừa mới chúng ta thảo luận không phải ta lễ tiết vấn đề sao. Vì sao đột nhiên lại chuyển tới địa tiên giới đạo Pháp không bằng bỉ ngạn đạo Pháp rồi. Lại nói thế nào nắp hòm kết luận, hắn sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói, minh mạn công chúa, một mực học tập bỉ ngạn đạo Pháp, lại một mực không thành tựu. Nhưng mà đi theo ta học tập mấy ngày thời gian, liền đột nhiên tăng mạnh, đã có thể quét ngang đế cung huynh đệ tỉ muội Cái này chẳng lẽ không phải địa tiên giới đạo Pháp thắng qua bỉ ngạn đạo Pháp? Ta nói hứa ứng người có gì lời bàn cao kiến, nguyên lai kiến thức không gì hơn cái này. Nguyên hành cười ha ha, nói, minh mạn công chúa tu hành kim thân Pháp môn, rõ ràng là xuất từ bỉ ngạn thái thượng đạo. Nàng sử dụng những thần thông kia, cũng đều đến từ bỉ ngạn là bỉ ngạn đạo pháp truyền thừa chỉ bất quá những đạo pháp này truyền thừa bị ngươi sửa đổi từ lý văn hóa thành long văn mà thôi ngươi còn muốn lừa gạt bệ hạ tội đáng chết vạn lần hứa ứng cười nhạo nói ta vốn cho là thiên thừa tướng tất nhiên là lòng dạ rộng rãi trí tuệ hơn người chưa từng nghĩ vậy mà ngu muội như vậy ngươi mục nát ý kiến dù là hương giã ngu phu cũng muốn cười đến rụng răng ta vừa mới đã nói qua bỉ ngạn đạo pháp cường đại vậy liền học tập bỉ ngạn đạo Pháp, chưa từng phủ nhận qua. Minh mạn công chúa chính là chứng cứ rõ ràng. Nguyên hành cười lạnh nói, minh mạn công chúa bất quá là vận dụng viễn tổ huyết mạch, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế, tính không được chứng cứ rõ ràng. Nếu như nàng có thể vận dụng lý văn, thực lực có thể càng mạnh. Hứa ứng lắc đầu nói, gỗ mục góc nhìn, Long tộc chính là viễn tổ hậu duệ, người người đều có viễn tổ huyết mạch. Mặt khác đế tử công chúa cũng có được huyết mạch, vận dụng lý văn, vì sao không mạnh hơn minh mạn. Ứng vô địch tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, man di không cần cưỡng từ đoạt lý. Viễn tổ huyết mạch tuy mạnh, nhưng cùng lý văn xung đột. Năm đó chúng ta sở dĩ bỏ qua viễn tổ huyết mạch mà toàn bộ táng hóa, cũng là bởi vì huyết mạch mạnh hơn, cũng không thể siêu việt viễn tổ. Không sai, lại có một vị long tộc trưởng lão nói, viễn tổ tuy mạnh, nhưng cũng mạnh bất quá bệ hạ. Viễn tổ tại trong vòng 10 chiêu liền bị bệ hạ bắt được, có thể thấy được bệ hạ tu luyện bỉ ngạn đạo pháp chứng được bất hủ thực lực tu vi hơn xa viễn tổ